giúp bạn bè để đi tán gái? Từ nhỏ thì ba em có nói là nhìn vào bếp á thì mình biết một phụ nữ như thế nào. Không uống bát nuôi con 27 năm. Cô này là em vẽ tặng bạn mà, hai người đã kết hôn rồi. Rồi vậy thôi, cất cô nó vô đi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bạn giới thiệu lớn lên nha. Mời bạn. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tấn Hiền, đến từ Đắk Nông. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại đang làm kiến trúc sư cho một công ty bất động sản ở quận 7. Rồi mời bạn nữ. Dạ em tên là Như Ý, em 24 tuổi và em hiện tại đang sinh sống và làm việc ở huyện Bình Chánh ạ. Quê em ở đâu? Dạ em ở Bình Chánh luôn ạ. Em làm công việc gì? Dạ hiện tại em là giáo viên tiếng Anh ạ. Em dạy từ cấp 1 cho tới cấp 3. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Từ nhỏ thì ba em có nói là nhìn vào bếp á thì mình biết một phụ nữ như thế nào. Nên ba em dạy em nấu ăn từ nhỏ khá là sớm. Nên điểm mạnh của em chắc là nấu ăn rất là giỏi. Hay quá ha. Rồi còn điểm yếu của mình? Em thấy em khá là mít ướt. Với lại mà khi mà mình yêu rồi á thì em hết mình nên người ta nói gì cũng nghe hết trơn. Trời ơi dễ tin người phải không? Dạ đúng rồi, dễ tin người. Có bị gạt không? Dạ cái đó chưa. Chưa hên quá. Dạ. Rồi mời bạn trai bên kia. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em rất là đam mê những ngành bên nghệ thuật như là vẽ, hát. Những lúc rảnh rỗi thì em rất là thích ngủ nướng. Dạ. Cái này không sao, mình rảnh mà. Dạ thức khuya. Thức khuya thì không tốt, phải cải thiện lại. Mình nói chút xíu về tình trường đi bạn. Thì mối tình đầu tiên thì học lớp 12. Rồi cái đó bỏ qua đi, xưa lắm rồi, mới đây. Thời gian em sinh viên thì em không quen ai cả. Đến khi em ra trường thì em cũng có quen một bạn ở gần xóm trọ. Nhưng mà sau một thời gian thì em thấy không có ok. Thời gian là bao lâu? Dạ khoảng chừng 2 tháng. Rồi coi như là mình không có tình yêu lâu lắm rồi đúng không? Cũng chưa có gì sâu đậm ha. Đúng rồi. Rồi mời bạn gái, tình trường của em thì sao? Dạ từ lúc em ra trường á thì em có đặt mục tiêu là ra trường 2 năm thì phải lập gia đình. Mà nay cũng 4 năm rồi chị, là từ hồi năm 2 tới giờ em cũng chưa yêu ai hết. Mối tình đầu tiên thì em cũng quen 4 năm. Nhưng tại sao chia tay? Thì anh đó có người yêu mới á chị. Nhưng mà lý do tại sao em có nghĩ tại sao em không có tự tìm được một người yêu cho mình không? Thứ nhất là do môi trường làm việc của em á, 10 người thì có 9 cô giáo, chỉ có một duy nhất một thầy giáo thôi, mà nhiều khi thầy đó là hoa đã có chủ rồi. Thứ hai nữa là do em cũng kỹ tính quá. Khi mình gặp ai đó mình nhìn vô mình thấy mến thì mình mới tìm hiểu được. Nên nhiều khi cũng có nhiều bạn bè giới thiệu mà em mới nhìn em thấy thôi không được rồi, nên ngay từ đầu các em đã chặn. Tại nhiều khi phải cho nhau cơ hội mới tìm hiểu được chứ. Không, cô ấy nói cũng đúng, mình phải mến mình nói chuyện tình yêu chứ. Bây giờ em làm sao để em mến nè? Đầu tiên thì em mong bạn đó có một gương mặt tròn tròn, phúc hậu tí, nhìn cười cái là mình yêu liền á anh. Trời, Quyền Linh. Cười cái yêu rồi hả? Có cái mẫu nụ cười giống ai không? Thật thà chất phác giống như anh Quyền Linh là ok. Có tiêu chuẩn gì nữa không bạn? Dạ em nhà em nuôi rất là nhiều chó nên em mong bạn nam nó cũng thích yêu động vật giống như em. Dạ có yêu động vật không bạn? Nhà em nuôi rất nhiều chó chị ơi. Thôi vậy à, cũng được. Bây giờ mẫu người bạn trai tìm kiếm là một người bạn gái như thế nào? Tại vì mẹ em nó ăn rất ngon nên em thích phụ nữ nấu ăn ngon. Dạ để được ăn ngon hàng ngày ạ. Ba bạn ấy dạy bạn ấy nấu ăn từ nhỏ luôn, rất ngon. Còn gì nữa? Chỉ có hỏi thân. Có nhiêu đó thôi hả? Dạ. Ăn ngon là được rồi hả? Dạ. Tình yêu đến cái đường ngoại hình sao em? Dạ thì chỉ cần cao một tí là được rồi. Có mẫu hình lý tưởng ai không? Dạ thường thường thì nếu như mà em thích bạn nữ nào thì em sẽ vẽ tranh cho bạn nữ đó. À vậy à? Thì hôm nay em có mang theo những tranh em vẽ. Đưa tranh rồi không giống bạn nữ bên kia sao? Dạ ý là chỉ cần một điểm đó thôi chứ không phải là giống hoàn toàn. Những cái bài vẽ này là em vẽ giúp bạn bè để đi tán gái. Là sao nói, em nói như vậy anh chưa hiểu. Hôm nay là em chỉ mang theo để dự phòng thôi. Dự phòng gì? Dạ là tại vì sợ lỡ là chương trình hỏi là em có biết vẽ không thì em không có mang tranh theo thì nó không thuyết phục. À đơn giản vậy. Nhưng mà cái tranh này là vẽ ai? Vẽ cái đối tượng của em hay là chỉ là vẽ để biết mình là biết vẽ tranh? Vẽ tặng cho mấy người đi tour gái thôi, cho anh hai tờ đấy. Dạ bài. Người khác đi, anh không được đâu. Ý em vậy thôi đúng không? Dạ. Thế nãy giờ em nghe cái giọng nói cô ấy, em hình dung cô ấy như thế nào? Em nghĩ là chắc có lẽ là rất là mỏng manh. Rất là mỏng manh. Dạ. Em không thích phụ nữ mập. Lý do sao em không thích phụ nữ mập em?
mập múp míp mũm ma mũm mỉm dễ thương chứ. Đừng có mập quá chứ không phải là. Thí dụ như chị vậy là mập không? Dạ, hơi mập thì quá đẹp rồi. Anh cứ dù dập em hoài. Thực ra thì tiêu chuẩn của em cũng không có nhiều. Không, bây giờ chị hỏi em nè, cái tranh này là em vẽ con trai hay con gái trọng? Dạ con gái. Con gái. Dạ. Mà khi em vẽ có nghĩa là em phải tưởng tượng cái gì đó, cái cũng thể là cái chuẩn, cái chân lý gì đâu trong hay nè. Đưa đưa chị coi cái tranh coi. Để coi mập hay ốm trọng là chị biết liền à. Vẽ để cho tặng cho mấy thằng ông đi cô gái. Trời ơi thiệt. Trời ơi nhiều lắm hả? Một nuôi vậy đó hả em? Dạ, không thì em phát cho mấy tờ chị. Có ai muốn đi cô gái không? Đăng ký một người một tranh. Trời ơi xuất sắc. Nhưng mà chị hỏi nè, những cái cô gái này là những cô gái em đã từng gặp ở ngoài đời, em ấn tượng em vẽ họ, hay là những cô gái này là những cô gái em tưởng tượng trong đầu khi em vẽ? Dạ như đây là bạn học cùng cấp 1, cấp 2 của em, rất thân ạ. Cái này cấp 3, cấp 4 rồi chứ. Dạ không, nhưng mà sau này mới vẽ ạ. À dạ. Một cô, cầm coi. Trời ơi đẹp quá, trời ơi. Có ai chọn được cô nào không? Mấy cô này có chồng chưa? Cô này có chồng chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Chưa nha. Cô này sao? Cô này ở đâu đây? Dạ cô này chỉ là một ca sĩ của ca mốt thôi. À ca sĩ. Còn cô này sao? Dạ cô này là em vẽ tặng bạn mà hai người đã kết hôn rồi. Rồi vậy thôi cất cô đó vô đi. Vậy là những cô này đều là cái cô thật sự ngoài đời có thiệt đúng không? Chứ không phải cái cô mình tưởng tượng. Đáng lẽ hôm nay em phải vẽ một cái cô mà do em tưởng tượng ra cái mẫu người của mình. Trời đẹp quá ta. Đẹp thiệt. Cô nào cũng xinh hết trơn á. Em vẽ một tấm tranh như vậy là mất thời gian bao lâu? Dạ nếu như mà em rảnh rỗi mà chủ nhật thì em vẽ khoảng chừng 3-4 tiếng. Ngồi rảnh rảnh là vẽ được giúp 4-5 thằng bạn được luôn. Em đã chuẩn bị gì đã để tiến tới hôn nhân chưa? Hay chỉ có mấy bức tranh? Em thấy thì mình cũng đã khá là ổn định để có hôn rồi. Rồi. Công việc em cũng đã ổn định, thu nhập cũng ở mức khá. Có thể là ba mẹ sẽ giúp đỡ thêm một tí. Sẽ ổn định cuộc sống rồi. Chân em bị đau hả? Dạ không. Sao em kêu hoài? Em run quá. Em run quá. À. Làm khó quá. Không tưởng đâu mình đã quan tâm nó là khó. Tưởng đâu bạn trai bị đau chân. Sức khỏe ổn định không? Dạ sức khỏe tốt gì. Thôi đừng nói tốt quá bác hết đất á. Thôi được rồi đẹp trai. Làm khó thằng trai quá, thằng trai dễ đẹp ngon lành. Trời ơi vậy đẹp lắm, em kêu ảnh vẽ hình em đi đẹp lắm. Ồ dạ. Chào em gái rất dạ, xinh đẹp. Chào. Cái anh chàng họa sĩ mình nghĩ rằng có tài. Dạ. Bởi những cái nét vẽ rất là đơn sơ nhưng mà rất là sắc nét. Nhưng mà hiền lắm em ơi. Hiền khô à. Em phải hỏi ảnh có lăng nhăng không? Chứ ảnh đẹp trai. Dạ đúng rồi. Lần em hỏi như em coi là bạn nam có lăng nhăng. Tại vì em đã trải qua một mối tình như vậy nên giờ em cũng hơi ngại chuyện đó. Em ơi em có da nhăn, ý có lăng nhăng không? Dạ không có anh. Theo cái cảm nhận của anh nha, anh này cũng hơi đàng hoàng. Hơi đàng hoàng. Anh cảm nhận thôi, mới gặp thì anh chưa có biết đánh giá hết được. Nhưng mà anh này đàng hoàng đấy. Chúc em dạ. Nói em cảm nhận tiếp nha. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ hôm nay em đi với mẹ và bạn thân của em à. Chào Huyền Linh với chị Cát Tường. Chào cô. Con gái tôi thì nó làm giỏi lắm, chăm chỉ mà có một cái là hơi kỹ tính với lại hay mất nước. Cô nhận thấy anh chàng bên đó như thế nào cô? Dạ thấy cũng được, hiền lành, chững chạc. Dạ con chào bác ạ. Dạ. Hứa gì với bác cho bác yên tâm đi. Dạ nếu như dạ nếu như mà con được chọn thì con hứa sẽ là ai chọn. Dạ nếu như mà con được em chọn thì con sẽ cố gắng mang đến cho cô ấy những hạnh phúc, những cảm nhận tuyệt vời nhất và một chỗ dựa vững chắc nhất nữa. Dạ con cảm ơn. Cũng chúc cho hai cháu được tiến tới hôn nhân. Dạ con cảm ơn bác ạ. Trời em trai đi với ai? Dạ hôm nay em cũng đến với mẹ. Ồ, hay quá. Dạ chào cô ạ. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Tôi là mẹ của Hiền. Dạ. Và tôi đến từ Đắk Nông. Theo cái cảm nhận nãy giờ mà ngồi đây á, mà nhìn cháu là bên gái bên này á, tôi thấy cháu rất dễ thương. Nó là nấu ăn ngon và là giỏi giang á, là tôi cũng rất thích. Dạ. Tôi mong là cháu và con tôi thì có cuộc hẹn hò lâu dài. Sẵn hai bà xui gia tương lai ở đây ha. Hai người đứng lên nói vài câu cái đi. Coi như là kết tình xui gia đầu tiên cái đi ha. Đàn trai có đôi lời với đàn gái trước đi. Dạ. Rồi, được rồi. Dạ. Em với chị đến đây là cũng như là một cái duyên rồi đó chị. Mong chị là đừng có ngại xa xôi em ở Đắk Nông mà không có bằng lòng để hai đứa trẻ nó tìm hiểu. Và nếu mà tìm hiểu được thì cũng mong là chị có dịp nào đó về Đắk Nông của em thăm. Rất đẹp. Quan trọng phần còn lại là do hai bạn. Kéo màn. Kéo màn lên. Dạ, dạ. Anh
có món quà nhỏ tặng em. Thì hy vọng là anh có tặng em một con gấu nhỏ thì em sẽ tặng lại em con gấu lớn. Em thích đọc sách nên em có mua một quyển sách em yêu thích, hy vọng anh đọc à. Anh cảm ơn. Dạ. Hai cái hình ảnh rất đẹp thưa quý vị. Rồi bây giờ mình có 2 phút trò chuyện nha. Dạ. Tấn công. Thì em thấy anh là người như thế nào? Dạ, em thấy anh hiền, chất phác. Dạ, em nhìn thấy có rất là thiện cảm ạ. Anh thấy em thế nào? Vượt qua những gì anh tưởng tượng. Hồi nãy em có nghe anh nói là anh thích bạn nữ cao cao, nhưng mà em không có cao lắm mà. Tại vì con gái có lợi thế là được mang guốc đồ nên nó cũng tương đối là được rồi. Anh có gì muốn hỏi em nữa không? Chắc có lẽ là anh tin tưởng quá rồi nên anh không cần hỏi thêm gì. Thí dụ như đồng ý hẹn hò rồi bao giờ bạn có thể đưa bạn gái về Đắk Nông chơi, thí dụ gì đó? Thì anh sẽ sắp xếp để em được về trên đó chơi một lần sớm nhất. Nhưng mà không biết là em có ngại đường xá xa xôi gì không? Dạ không, tại em thích đi du lịch, thích đi xa lắm. Nhưng mà anh hay đi bằng xe máy thì không biết là em có bị... Xe máy, dạ không sao anh, miễn có được đi là vui. Quản lý kinh tế con cái trong nhà ai lo? Em nghĩ là em sẽ giao cho vợ lo hết ạ. Em tiêu tiền rất là thoải mái nên em không có giữ được nhiều. Em được cái em giữ tiền rất là kỹ. Có vợ giữ giùm là ok rồi ha. Hồi nãy là bạn trai đã nói chuyện với mẹ em rồi. Dạ. Bây giờ em nói vài câu với bác từ Đắk Nông xuống kìa. Dạ, con chào bác. Hôm nay con rất vui vì được gặp bác và anh. Thì con cũng hứa với bác nếu mà sau này con và anh có đến với nhau á, thì con sẽ trở thành một con dâu ngoan hiền của bác và người vợ tốt của anh. Không uổng bác nuôi con 27 năm. Bác rất cảm ơn con. Rồi xuất sắc. Hay quá, không có uổng chương trình bạn muốn hẹn hò ra đời. Thực ra bây giờ anh không, anh run quá, anh chỉ hứa là sau này anh sẽ là một người đàn ông tốt, là một chỗ dựa. Anh không lăng nhăng, không có cờ bạc rượu chè, hay là nói chung là anh sẽ cố gắng để là một người chồng tốt. Đẹp quá. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Bây giờ anh bấm nút lùi giùm luôn cho, mệt quá. Thì bấm luôn cho rồi luôn đi. Phái cặp này quá trời quá đất luôn vậy đó. Rồi, chúng ta nào, sẽ suy nghĩ và bấm nút nha. 1 2 3. Bấm. Hết thời gian. Có hết mà. Con cảm ơn bác đã dạy dỗ ra một người con gái tuyệt vời như vậy. Và cảm ơn bác trai ở nhà nữa. Thực ra thì con cha và con mẹ thì đều lớn như nhau. Tuyệt vời làm sao á, không lẽ sẵn đây mình làm lễ luôn chứ. Mình nắm tay nhau. Xin phép hai bác mình hôn em gái cái đi. Nhưng mà em hơi sợ. Không, em xin đi, bác rất xung động. Nào. Dạ, vậy thì bác có cho phép con không? Dạ, con cảm ơn bác ạ. Hôn. Tuyệt vời. Chúng tôi muốn những giây phút này các bạn không bao giờ quên nó. Chúc các bạn trăm năm hạnh phúc. Xem như ngày hôm nay đã được hai bên đồng ý rồi đó. Nhưng mà mình vẫn đi xem phim để trò chuyện nhiều hơn các bạn nha. Những chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng, hãy cầm lấy. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm sử dụng phần quà này nhé. Giữ mãi phút giây này nha. Sớm thông báo chúng tôi sẽ tới Đắk Nông chơi nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Đẹp đôi quá. Điểm mạnh của em là khéo tay, đan móc, theo thùa. Dạ, mình hơi nhẹ dạ cả tin tí. Tròn tròn cao cao giống anh Quyền Linh là được. Lại giống anh Quyền Linh. Chương trình bạn muốn hẹn hò này ai cũng muốn giống anh Quyền Linh hết. Một tràng pháo tay cho anh Quyền Linh. Đứng ở sân khấu này, một cái nhấn nút, một cái nắm tay, một cái hôn nhau rất là thiêng liêng thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin mời chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả màng. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Ngồi đi bạn.
Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào quan thể hôn trường, chào MC Quyên Linh và Cát Tường. Em tên là Nguyễn Xuân Minh, đến từ Hà Tĩnh, đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nghề thì kinh doanh bất động sản, hiện nay là 35 tuổi. Hả? 35 tuổi chị. Mời bạn gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào toàn bộ quý vị khán giả và bạn bên kia bức rèm. Em tên là Dung, em năm nay 28 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Hiện giờ em đang công tác ở đâu? Dạ, em hiện tại đang công tác trên Bình Dương, thuộc công ty QB Việt Nam ạ. Rồi. Vậy thì thuận lợi cho hai bạn đều ở Bình Dương hết. Dạ. Bạn gái hãy nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh của em là khéo tay ạ. Thường hay đan móc, thêu thùa, làm tranh giấy thủ công ạ. Còn điểm yếu của em thì hơi nhát trước đám đông và thường nhát trước bạn trai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về điểm yếu, điểm mạnh của mình. Điểm mạnh của em là tính tình vui vẻ, hòa đồng, đam mê thể thao, văn hóa văn nghệ. Điểm yếu thì hơi nhẹ dạ cả tin tí. Nhẹ dạ cả tin hả? Dạ. Cái này là quà tặng dành cho bạn trai ngày hôm nay đúng không? Dạ đúng cái rồi. Cái này tự tay em làm đó hả? Dạ. Rất là đẹp thưa quý vị, thấy chưa? Có chữ bạn muốn hẹn hò đó. À, bạn muốn hẹn hò. Có mặt trời, có hai đứa tung tăng, có hoa. Em làm như vậy là mất thời gian bao lâu? À, mất một buổi tối á. Rất đẹp, rất trân trọng. Bây giờ mình nói về tình trường một xíu đi. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào. Em mới có một mối tình, đó là mối tình đơn phương. Sau này người ta có người yêu thì em mới phát hiện ra là em thích người ta. Có nghĩa là lúc đó yêu đơn phương mà đối phương cũng không biết. Dạ. Trời ơi. Tại do nhút nhát quá không nói đúng không em? Dạ. Hôm nay mình nói thật nói thẳng nha. Bạn trai có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ có 3 mối tình rồi chị. 3 mối tình. Mối dạ. Tình dài nhất bao lâu? Mối tình dài nhất là 2 năm anh. Được rồi. Hôm nay bạn gái đến đây muốn tìm đối tượng của mình như thế nào? Đối tượng của em về ngoại hình thì cao khoảng 1m65 trở lên ạ. Được không? Được không? Bên được kia. Chưa? Người hơi tròn tròn một xíu tại vì em hơi ốm nên là bù trừ ạ. Ở đây bình thường, bình thường. Sắp tròn. Còn gì nữa em? Tính tình thì hòa đồng, không có keo kiệt. Có keo kiệt không? Không, nói chung là vui vẻ em ơi. Mình có cái mẫu người bạn trai lý tưởng mình như thế nào không? Tròn tròn cao cao giống anh Quyền Linh là được. Lại giống anh Quyền Linh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này ai cũng muốn giống anh Quyền Linh hết. Một tràng pháo tay cho anh Quyền Linh. Rồi bên nhà trai yêu cầu, yêu cầu sao? Em muốn yêu cầu có bạn gái cao khoảng 1m57 trở lên, hiền lành, trắng trẻo, nhìn cũng dễ nhìn tí. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, không nói nhiều. Không thích nói nhiều đúng không? Em thấy mình có nói nhiều không? Trúng đài thì em mới nói đúng nhiều, chứ còn bình thường thì em cũng nói ít lắm. Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Không thích bạn gái lăng nhăng, mau me, chúng là ánh mặt gọn gàng. Màu mè đôi khi nó cũng phải có màu sắc chút xíu. Người ta đi ra người ta phải bằng bạn bằng bè chứ, đúng không? Dạ. Có cái chuẩn mẫu người bạn gái lý tưởng giống ai không? Không chị ạ, nói chung là cứ bình bình được rồi chị. Em cao mét mấy? Em cao 1m55. Thấp hơn chuẩn chị. Thấp hơn chuẩn chút xíu không sao. Chào chị. Nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Khoảng 6 tháng đến năm chị. Kinh tế ai sẽ quản lý? Chi tiêu, tiền bạc? Vợ quản lý. Vợ quản lý. Nhưng mà mình vẫn phải để một ít chứ. Không đi đâu mà xin kỳ lắm. Bao nhiêu phần trăm? Khoảng 10%. Trời ít vậy. Trả giá lên 20 đi. Trời ơi ít lắm. Thanh này thật thà quá à. Mày mốt cho anh 10% nha. Dạ. Để ảnh chi tiêu lặt vặt ha. Em gái là đang công tác ở Bình Dương luôn. Hai người hỏi có gần nhau không vậy? Em ở huyện nào em? Em ở thành phố mới Bình Dương á anh. Anh ở trên dự án á, hơi xa tí. Để anh qua anh xem đàn gái thế nào nha. Em chào anh Quyền Linh. Em thấy nãy giờ anh đã nói em tưởng tượng là anh sao chưa? Chắc là nhỏ hơn anh. Nhỏ. Ồ bức tranh đẹp quá. Tự làm đó anh, làm một đêm đó. Làm đêm luôn hả? Có khiếu lắm. Em có không thích điều gì hết người chồng của em không? Em không thích là hút thuốc á. Có thuốc không trai? Không ạ. Nhậu thì được nhưng mà đừng có lầy lội quá. Có lầy không? Không, nhậu thì say đi ngủ thôi. Say chứ không có lầy. Thôi được rồi. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với chị dâu, với bạn đồng nghiệp và bạn thân ạ. Rồi, cho chào gia đình của bên nhà gái đi. Em xin chào chương trình và xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Em tên là Hương, là chị dâu của Dung ạ. Thấy giờ anh này anh được không? Thấy hợp với bạn em không? Anh này thì được nhưng mà cao tuổi. Hơi cao tuổi. Dạ, nhưng mà không có vấn đề gì. Như thế thì mới là chững chạc, mới có thể là đáp ứng được yêu cầu của em. Cao hơn cũng 7 tuổi vậy đúng không? Dạ. Cảm ơn em. Bên nhà trai mình đi với ai? Đi với chị, với anh.
Em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em thấy bạn gái bên này hiền. Cảm ơn chị. Giờ còn Minh á, Minh quyết định hay không thì hai bạn quay lại cho nhau cơ hội. Thì em xin hết ạ. Dạ, rồi cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình kéo màn lên nha. Bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Thôi anh tặng em một món quà. Em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Làm cả đêm đấy. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng được, hiền lành. Em thì cũng không có hiền lắm đâu. Vậy là dữ hả? Nói chung là cũng hơi dữ dữ. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh cũng hiền, nhìn cũng rất là chững chạc. Còn nếu mà hẹn hò thì em thích đi đâu? Nếu mà hẹn hò thì em thích đi xem phim cũng được, hoặc là đi cà phê nói chuyện để mình hiểu rõ nhau hơn. Dạ. Kế hoạch hẹn hò sao? Bao nhiêu lâu gặp nhau một lần, rồi khi nào đám cưới? Nếu mà hẹn hò thì tuần gặp lần. Dạ. Ít quá vậy. Thôi gặp ít thì chất lượng chưa? Rồi mình bàn nhau coi con cái muốn sanh mấy đứa, trai gái gì tính luôn đi. Em thì em rất là thích con gái. Vậy hả? Dạ. Anh thì gái trai cũng được, nhưng mà ưu tiên con trai hết. Ừ. Rủ đẻ không được con trai rồi sao? Đẻ không được con trai thì đẻ con gái được thôi chị. Hai đứa được rồi, hai ba đứa gì được. Hai người đứng lên đi. Đứng lên đây, cô em đứng lên đây. Cô gái này chưa nắm tay chàng trai nào lần nào. Đây là đầu tiên đấy, nắm tay đi. Nắm tay bên kia luôn. Nắm chặt lấy, cảm nhận. Nhìn nhau Hai người nhìn nhau, cảm nhận. Tôi cho hai người nhìn nhau 2 tiếng đó. Nhiều quá anh. Hả, nhiều quá hả? Thôi thì 2 phút 20 giây thôi. Rồi hai người nhìn nhau đi. Để xem cảm nhận nắm tay chặt coi thế nào. Coi rung động thế nào. 20 giây đó. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Cô chưa nhìn nắm cổ tay kia mà. Trời ơi nhìn tôi chưa. Ủa thì chưa hết mà. Hết rồi anh. 19 giây rưỡi đó. Thôi rồi. Rồi bắt đầu trở về ghế đi. Nắm tay như thế. Mắt nhìn nhau như thế. Trò chuyện như thế. Bây giờ các bạn hãy nói thật đi. Mình đang suy nghĩ điều gì về đối tượng mình đang nói chuyện. Mời các bạn. Anh thấy em cũng hiền. Anh chúng cũng được. Nói nữa đi, có ít quá, nói nữa đi. Nắm tay 20 giây mà nói có 2 giây à. Cũng chưa có cảm giác nhiều. Thấy tim mình có đập gì không, có rung động gì không? Không. Chưa luôn. Dạ, bình thường. Bạn gái cũng muốn nói gì không? Thì em cũng muốn nói với anh rằng là mình hôm nay đến đây gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên rồi. Thì nếu được thì mình cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tại vì em nghĩ rằng thời gian ở trên này cũng không có nhiều để mà mình hiểu được một con người. Rồi, hết thời gian. Mời bạn đặt tay vào nút bấm. Quyền bấm nút hay không là do các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Vậy là không ai bấm cả. Đây, cầm quà của mình đi bạn. Tại sao bạn nữ là không bấm? Thì như hồi nãy anh câu cuối anh có nói rằng là tim anh chưa rung động. Thì em nghĩ rằng là mình không có duyên lắm. Nếu như vậy thì mình để nhường cơ hội cho người khác ạ. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự em có rung động không? Nói thật lòng mình đi. Nói thật lòng mình thì lên đây, bước lên đây là em đã run rồi. Nhưng mà còn nếu mà gặp bạn trai mà để rung động thì cũng chưa có. Thôi, nói như bạn gái, chúng ta hãy nhường cơ hội đó cho nhiều người xem truyền hình nữa. Cả triệu khán giả đang theo dõi, biết đâu có anh chàng nào đó sẽ bấm nút cho em. Và biết đâu có cô gái nào đó sẽ bấm nút cho bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và thay mặt chương trình chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Dạ, cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn hai bạn. Chợt nghĩ về tới lúc mà có con rồi cái nói ra là gia đình nhà khó khăn nó không chịu nữa. Thấy buồn quá, không thích quen ai nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay xem họ sẽ chia sẻ những thông tin như thế nào nhé. Tường sẽ ra ngoài để đưa bạn gái vào. Ghế bên trái luôn. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra.
Mời bạn trai nói trước. Dạ, em là Lê Hoàng Long. Dạ, em 31 tuổi, là hiện ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An, là ở nông dân trồng thanh long. Trồng được nhiều không? Dạ cũng ít ạ. Bao nhiêu gốc? 200 gốc ạ. Rồi mình làm một mình hay là làm có ai phụ? Làm một mình ạ. Ủa nhưng mà em là đang sống với ai? Sống với ba mẹ. Thì rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em Trần Thị Ngọc Nhung, 31 tuổi, ở Long An Cần Giuộc. Hiện giờ đang làm công việc gì? Bán vé số. Long An luôn? Ủa hai người hỏi nhau vài câu coi mình có ở gần nhau không? Dạ, giải cách cũng xa, hai con sông ạ. À, mình bán lẻ hay là mình bán sao? Dạ, bán lẻ. Bán lẻ. Rồi có khi nào trúng số chưa? Trúng số nhỏ nhỏ thì có trúng. Trúng số nhỏ nhỏ có trúng rồi ha. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, của em là không hút thuốc, không uống rượu, không cà phê. Gì giỏi dữ vậy, rồi cả ngày mừng trồng thanh long là mà mất nhiều. Dạ, tối ngày ôm gốc thanh long không? Tối nằm thư giãn. Thư giãn? Nghe nhạc à? Nghe nhạc, nghe thể loại nhạc gì? Trữ tình. Hát thử đoạn được không? Bình minh sáng tươi, quê em ruộng lúa bao la đầy đồng, gió nhẹ nhẹ lay và búi ngà nghiêng. Bình minh lên tươi sáng, bài chè con. Rồi, hết được rồi. Trời ơi. Điểm yếu của em là hơi nóng tính tí. Nóng thì thôi chứ không có lâu. Đó giờ có quýnh ai chưa? Dạ chưa quýnh ai. Nóng là mình nóng với ai? Giờ mình làm mừng gì có một mình à, rồi nóng với ai? Thì đôi khi cũng lâu lâu tâm trạng cũng hơi buồn, hơi giận thôi chứ không có nóng gì. Rồi, thế bên em sao? Cái gì? Em thì không biết nấu ăn, nhưng mà thích nấu ăn. Thích nấu, mà có nấu không? Dạ cũng ở nhà cũng nấu. Nấu được món gì? Dạ, nấu canh chua. Canh chua? Cá kho, thịt kho. Rồi ai ăn? Dạ, mẹ em ăn. Mẹ có ý kiến gì không? Mẹ nói sao? Mẹ không chịu ăn nữa, mẹ ăn chay rồi. À vậy hả? Rồi nấu mà không ai ăn rồi sao có cảm hứng được? Dạ, thôi, cho con trai ăn. Ồ, có con trai rồi hả? Rồi vậy cái tình trường em như thế nào? Em nói luôn đi. Hồi đó có quen và cưới một lần rồi ly hôn, nay cũng 8-9 năm rồi. 8-9 năm rồi? Không có liên quan gì nữa hết. Lúc đó mình cái hôn nhân đó là mình kéo dài được bao lâu? Dạ, được một năm mấy. Lý do sao chia tay em? Người ta chê hoàn cảnh nghèo khó quá. Ủa ta chê gì? Lúc ta quen mình là người ta biết rồi chứ đâu phải là người ta... Lúc mà quen á là có nói về hoàn cảnh cũng cho biết mặt gia đình luôn rồi. Mà đồng ý cưới, mà tới khi mà cưới xong được năm mấy thì chợt nghĩ về tới lúc mà có con rồi. Cái nói ra là gia đình giờ khó khăn quá không chịu nữa. Đã khó khăn rồi mà một mình đơn thân nuôi con chắc là cực lắm ha. Dạ. Năm nay con là mấy tuổi? Dạ tính chưa vậy, 9 tuổi rưỡi rồi. 9 tuổi rưỡi rồi. Rồi 8-9 năm nay, 7-8 năm nay lý do gì mà không quen ai? Thấy buồn quá, không thích quen ai á. Người có thì cũng để ý nhưng mà cái không có suy nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Nhưng mà hiện tại chị hỏi thiệt là giờ cái cuộc sống trong gia đình em là đã ổn định chưa? Nói chung ổn định thì con không ổn định gì mấy, nhưng mà cũng tự lập chứ không có nhờ vả ai hết. À, đang sống với ba mẹ luôn hả? Dạ, ba... ở với mẹ. Dạ ba mất rồi. Mình không kiếm cái công việc gì ở nhà, mình mà mua bán gì ở tại nhà chẳng... đó, hồi đó có đi làm công nhân, hồi trẻ thì đi làm công nhân, nhưng mà về sau á cái sức khỏe không có tốt á, giờ quay qua đi bán cái nghề này luôn, nuôi con luôn. Với lại... ngày bán mấy tiếng? Ngày bán 1 buổi. Một buổi thôi? Dạ, buổi thường, chiều thường. Về lo cho con. À, rồi thu nhập vậy rồi có đủ lo cho ba cháu không? Dạ cũng đủ. Rồi còn bên mình thì sao, tình trường mình sao? Dạ em cũng đã có gia đình và được một bé 8 tuổi. Ồ vậy hả, bé trai hay bé gái? Dạ bé gái. Bé gái, giờ bé ở với ai? Dạ bé ở với mẹ. Bé ở với mẹ, dạ. Rồi mình có thăm nom gì không, qua lại gì dạ, không? Dạ ít lắm. Ít lắm, lý do sao không thăm nom, không qua lại? Thì tại lúc trước nói chuyện là lúc là ít có qua lại đó. Em không có đi thăm. Rồi cũng không nhớ con luôn, không có liên lạc gì với con luôn. Dạ. Trời ơi, chia tay bao nhiêu năm rồi? Dạ, chia tay nay 7 năm rồi. Lý do sao chia tay? Là hồi đó còn trẻ quá, nên nóng tính, có cãi nhau á. Vợ đưa đơn ly hôn. Vợ ly hôn? Dạ. Bao nhiêu năm nay rồi, 7-8 năm nay rồi, không có mối tình nào khác nữa không? Dạ, không có. Giờ chỉ đâu làm thôi. Với lại là không chưa muốn. Rồi lý do sao nay muốn? Nay thì nói chung là lớn thì cũng muốn. Thấy cái hoàn cảnh của này, thí dụ có đứa con vậy thì em có ngại gì không? Dạ không có gì hết. Còn nếu giả tỷ giờ em thành với cô bên này á, thì là ở chung là có con của cổ ở chung nữa thì em có ngại gì không? Dạ chắc được. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Biết lắng nghe, biết chia sẻ, thương yêu vợ con là được. Còn em có cái mẫu người lý tưởng của mình không? Em muốn lấy một dạ, người như thế nào? Bình thường thôi. Dễ nhìn là được rồi. Biết lo chăm sóc gia đình là được. Bán người xinh lắm. Đó, cuộc sống hơi cực, hơi vất vả một chút dạ. Thôi. Em có ngại không? Dạ không. Cực khổ em chịu được, làm được. Rồi.
Bây giờ chị sẽ mở cửa trái tim ra để cho hai bạn nhìn thấy nhau. Chị cơ bản là chị nhìn thấy cặp đôi này là được đó. Thứ nhất là cũng gần nhà, cùng quê, mình có dọn về ở chung với nhau cũng dễ. Anh ở với em cũng dễ mà em ở với anh cũng dễ, sao cũng được hết. Chị Tường hy vọng như vậy nha. Rồi bây giờ mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim nha. Và chị Tường sẽ mở cửa ra. Mở cửa trái tim. Chào bà. Rồi bây giờ mình trò chuyện với nhau đi. Em ở Cần Giuộc và em ở xã nào? Dạ em ở xã Phước Hậu. Dạ biết rồi. Anh ở đâu? Ở bên Châu Thành. Em có nghe nói. Rồi bây giờ giả tỷ nè, ví dụ như mình lấy nhau nè, em có làm dâu được không? Dạ được. Con với mẹ thì định sao? Thuận tiện thì cho con đi theo, còn không thuận thì gửi mẹ vài năm rồi sau đó mẹ có, giống như mẹ không còn khả năng giữ mình giữ. Rồi thí dụ hai mẹ con đi theo là để mẹ ở nhà một mình được không? Mẹ sức khỏe mẹ lo một mình được không? Mẹ thì ở nhà mình được. Được đúng không? Dạ. Còn em sao? Ví dụ mà ổn được á thì em mà muốn là bắt dâu hay là em muốn ở rể? Bắt dâu. Bắt dâu à? Dạ. Rồi muốn bắt dâu trước tiên nè. Trời ơi, nông dân thiệt tình luôn. Tặng anh công thức anh làm, tặng em làm kỷ niệm ăn cho thêm đẹp da. Dạ em cảm ơn anh. Thanh Long ăn đúng rồi, Thanh Long làm kỷ niệm gì ông? Ơi, cái này là Thanh Long nhà trồng luôn hay là mua? Dạ, Thanh Long nhà trồng. Nhà trồng luôn đó. Dạ. Chào, chín trái, trái bự quá em ha. Em có một vấn đề. Em có một vấn đề rồi, vấn đề gì? Em về quà của anh á, là với là của chị là em quên đem theo. Này bây giờ phải có cái quà gì tặng ảnh. Dạ, em có một bài hát để mà tặng cho anh thôi. Có bài hát tặng anh, rồi vỗ tay cho em gái nè. Nếu có anh em sẽ là người hạnh phúc nhất. Nếu có anh em sẽ là bờ vai vững chắc nhất. Nếu có anh em sẽ là niềm tin của anh. Ủa sao bài hát chị nghe lạ quá vậy? Em tự sáng tác. Sáng tác hồi nào? Dạ lúc mà chương trình thông báo em là em thức nguyên đêm đó em tự viết ra luôn. Trời ơi dễ thương ghê chưa. Còn một bài nữa. Có hát luôn không? Dạ. Trời ơi anh đó. Hát đi, tại cái này anh hát hay hơn. Viết ra chương trình mời lên là viết ra liền mấy lời đó, là chân thành lắm á. Nếu Tết này không có anh, ai sẽ đưa em dạo phố phường? Nếu Tết này không có anh, ai sẽ cùng em đón giao thừa? Nếu Tết này không có anh, ai sẽ cùng em chúc Tết ông bà? Nếu sau này không có anh, ai sẽ cùng em cùng đi chung con đường tương lai? Xin hết. Ủa mới làm gì vậy? Đọc thơ. Trời ơi người ta sáng tác bài hát mà ông đọc thơ vậy, anh phải hát chứ. Được không? Không được. Mình phối nhạc luôn. Phối nhạc không được. Hôm mấy Tết nay về hai đứa phối nhạc bài đó. Dạ. Nha. Rồi tôi thấy ngon rồi nha. Rồi bây giờ chị cho hai bạn một cái khoảng thời gian trò chuyện riêng với nhau, rồi chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn thưởng thức món ăn là há cảo nấm tùng lộ và bánh xếp hẹ chiên của nhà hàng Mr. Lai. Rồi vừa thưởng thức món ăn ngon ha, vừa tâm sự với nhau ha. 5 phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Rồi mời hai bạn. Anh ở dưới anh tự làm hả? Tự mình làm rồi. Anh đi làm rồi về có mẹ nấu hết rồi. Bây giờ anh ở chung với cha mẹ vậy à, anh làm con anh giờ. Nếu sau này mình quen nhau thì con anh sẽ ở với ai? Không ở với mẹ nó. Ở với mẹ. Dạ. Dạ anh có ngại vấn đề con chung, con riêng không? Không, bình thường. Tại mình lỡ giỡn một lần rồi mà. Dạ. Dạ. Thế dụ mà sau này con em ở chung với gia đình anh, nếu mà gia đình anh có thương không? Thì phải thương chứ, tại vì lỡ giỡn rồi phải thương mẹ, phải thương con luôn con chứ. Dạ. Tại vì bây giờ em chủ yếu là tìm một người có thể thương mẹ con em suốt đời được. Dạ. Giàu nghèo thì không có thành vấn đề nữa, nhưng mà quan trọng là phải thương yêu mẹ con em, đừng có khi dễ mẹ con em giống như lần trước. Anh thì bình thường làm chứ đâu có khi dễ gì đâu. Là em hy vọng là sẽ được như vậy. Anh cũng hy vọng là được anh bấm nút. Anh ăn thấy ngon? Ngon. Em thấy nào? Em thấy món này đã quá, ăn không biết ngon sao luôn. Bây giờ em đi lên với ai? Em lên với mẹ. Với mẹ à? Bữa nay tính dẫn con theo nữa nhưng mà con nó mất thi không có dẫn. Anh đi với ai? Em đi mình. Đi mình á? Mẹ bận rồi. Anh thấy em sao? Đẹp mà, đẹp. Dễ nhìn. Dễ nhìn. Dạ. Dạ em thì nói chung được cái đó. Em thấy anh thế nào? Cũng được. Dạ. Tại vì cái điều kiện của em con không có quan trọng nên không có sao hết.
Thì làm thì bình thường, nói chung là làm cũng đủ sống. Làm thì thời gian rảnh thì làm thêm, đi làm cho người ta. Nói chung là đủ làm, có làm có sống. Giống như bên em hay làm nhiều ăn nhiều à. Như là dư giả thì cũng như là có đủ ăn thôi chứ không có dư. Nói chung đủ ăn là được rồi, đâu cần phải dư. Tại vì có mình em mà em say nên cũng hơi ngán. Và thời gian làm thế nào? Thời gian sao? Làm sao? Dạ, em thì thoải mái trong tuần luôn. Tại vì em bán cao lắm, làm 1 giờ là em về. Là bữa chiều em rảnh. Em chỉ làm công chuyện nhà nữa thôi. Rồi mấy mốt gì nếu về cho nghỉ bán số đi làm Thanh Long được không? Sao em làm dở là không chịu á. Có gì đâu thì chỉ từ từ biết thôi. Nói chung là làm công chuyện gì em cũng có thể làm hết, nhưng mà quan trọng là làm dở thôi chứ em cũng không có khéo. Dạ, thì chỉ từ từ, người mới cũng vậy, chỉ từ từ mới biết làm. Dạ, làm không có khéo như người ta. Dạ, thì từ từ rồi cũng biết à. Dạ. Ai mới cũng vậy, mới thì đâu biết. Sao nãy giờ có ăn miếng nào không? Dạ có ăn chị. Có ăn ngon không? Ngon. Em ăn mấy món này lần nào chưa? Chưa. Dưới quê làm gì có đúng không? Dạ. Dưới quê làm gì có, lâu lâu có dịp lên đây chút xíu bấm nút hẹn hò là hai người ra ngoài ăn tiếp rồi đi chơi đi coi phim nữa. Dạ. Rồi mới về. Ủa lên đây hồi nào? Dạ lên hồi sáng. Em lên đây hồi nào? Dạ lên hồi sáng. Rồi định chừng nào về? Dạ đi chơi chút xíu về. Dạ. Tại vì Sài Gòn em cũng không rành. Em có hay lên Sài Gòn không? Dạ không. Trời ơi, vậy hai đứa cùng chung cảnh ngộ rồi, lát nắm thay nhau đi tung tăng ở đây á, là ban đêm là phố đi bộ. Cứ mà ở là chơi ban đêm mà tối tối về là vui lắm, ở đây tối vui dữ lắm luôn. Đó, rất là đi vui. Đi xe buýt thì sao đi về được chứ? Đi xe buýt sao về được hả? Ủa em lên đây bằng gì? Đi xe máy. Đó, đi xe máy ra kiếm mua cái nón bảo hiểm nữa rồi đưa bà em về. Nãy giờ bàn chuyện được nhiều chưa? Dạ cũng sơ sơ. Thấy hợp không? Dạ thấy cũng được hợp. Lần đầu tiên khi mà nãy chị Tường mới vừa mở cửa cho team này ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Hạnh phúc. Còn em? Dạ cũng như thế. Em cảm nhận về cô gái đối diện như thế nào? Dễ thương à. Nhưng mà cổ em nãy em có nghe hoàn cảnh cổ chia sẻ không? Dạ có nghe. Rồi cổ gãy đổ là gì á, là bên nhà trai á, bên chồng á là chê gia đình cổ là nghèo, mình phải tính trước suy nghĩ coi mình có chê không. Dạ em không có chê. Nói chung là chịu làm mà được. Chịu làm chứ để mình lấy nhau về rồi á, rồi không có không có đồng cam cộng khổ, rồi chia tay nhau nữa là khổ lắm, hai người đã gãy đổ một lần rồi. Đúng không? Chứ bây giờ lấy nhau rồi mà để gãy đổ nữa thì là không có nên. Dạ, tội rồi. Con lỡ, cái nữa. Lỡ đổ một lần rồi. Đúng không, rồi. Không dám đổ lần thứ hai. Thí dụ về của về nhà em. Đó là đem theo nhỏ về ở chung. Dạ. Rồi ở nhà ba mẹ em có ý kiến gì không? Chứ không có ý kiến gì đâu. Để con nít nó ngoan à, mình người lớn mình thương nó thương lại. Muốn đẻ con nữa không? Dạ chắc muốn đẻ. Mấy đứa nữa? Thì đứa hai gì cũng được. Đứa hai đứa gì cũng được. Dạ. Rồi đem cổ về thì bây giờ là cho cổ đi làm tiếp hay là muốn cô ở nhà đi theo làm theo chúng em cũng được. Rồi thí dụ như cổ về nhà bên em rồi cổ muốn đi bán vé số tiếp được không? Dạ, muốn thì cũng được mà chắc em vẫn đi làm chung luôn. Cho nó tiền. Sao em thấy thì sao? Được. Chị nghĩ cũng thôi, đi bán kia cũng cực quá, em nắng gió là hư da mặt mà sao cô này cổ đi bán cả chục năm mà cái mặt cổ cũng đẹp quá trời ha, da dẻ mịn màng ha, hay thiệt luôn. Người ta đi ngoài chợ gì nắng nôi là hư không da. Không có xài son phấn giống như người ta. Tự nhiên hả? Đẹp không? Thấy cổ đẹp không? Dạ đẹp. Mà công nhận không? Đi bán ở ngoài chợ vậy mà mặt mày đẹp ghê luôn á. Thôi giờ về phụ chồng Thanh Long ha. Rồi thu hoạch có bàn tay người phụ nữ vô, biết đâu mình nó khá hơn. Ủa đất còn dư không? Mình nhân ra dụ 200, mình nhân ra 250, 300. Còn không? Còn. Còn đất phải không? Mà tại không có người trồng đúng không? Dạ, không có người phụ. Rồi, thấy chị thấy là ổn rồi đó. Bây giờ trên tay chị Tường có mấy lá bài của chương trình ha. Trong này có những cái lá thăm mình sẽ bóc những, rồi mình đọc lớn lên những cái yêu cầu trong này, rồi mình thể thực hiện những cái yêu cầu trong này. Thứ nhất là cho nó vui, thứ hai là cho hai bạn gần gũi với nhau hơn. Rồi, mời em, ưu tiên em gái bóc trước. Rồi, đọc lớn lên đi cưng. Hãy làm theo yêu cầu bất kỳ của đối phương trừ hát. Bây giờ em muốn ảnh làm gì? Không biết. Anh có thể làm trò gì vui vui không? Đâu có gì nó biết làm gì đâu vui. Thì em yêu cầu người ta làm gì người ta làm cái đó. Cái này em có quyền mà. Thục dầu, anh hít đất, anh trồng cây chuối. Em muốn anh làm gì anh làm cái đó, nó bắt buộc mà. Vậy giờ anh làm chú Hề đi. Chú Hề sao làm được? Chú Hề phải xẻ phân, dẻ phấn lên mới được. Nhìn mà anh vui tánh được rồi, cũng thế thành chú Hề được rồi. Anh làm gì mặt mà em làm sao nó hề hề vui vui đó. Hề không? Không kìa. Cái này vậy? Hãy
Chú Hề phải nhỏ giống như trẻ con á. Để à, ra vậy. Tôi thấy này giống chú Tiểu sắp tới rồi, chứ tôi thấy giống thằng Cùi đó. Bữa nào phải Trung Thu tôi thấy là giống thằng Cùi lắm luôn rồi đó. Đúng không? Rồi bên này bóc lá nữa. Hai bạn ôm nhau 30 giây rồi nhìn thẳng vào nhau nói cảm nhận. Rồi mời em qua bên đây. Mình thanh niên mình phải di chuyển chứ. Rồi hai bạn đứng lên đi, ôm nhau 30 giây nha. Rồi chúng ta sẽ nói cảm nhận với nhau, tiến tới. Rồi ôm đi. Em run dữ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm người ta ôm phụ nữ, người ta ôm gốc cây thanh long không hà. Rồi cái tướng ống đứng không dám đứng thẳng nha trời, làm gì đứng không cong cong vậy. Rồi nói với nhau luôn đó, đứng đó nói với nhau luôn. Cảm nhận là cảm nhận là hồi hộp và run. Em thấy anh run quá trời luôn. Tại lâu quá không ôm mình run. Em thấy anh bình thường chút nữa là anh vui tính được. Dạ. Nói chung là mơ lâu quá là run, cảm thấy là run. Dạ, không sao. Từ từ sẽ quen thôi. Dạ. Từ từ sẽ quen thôi. Rồi, được rồi, cảm ơn hai bạn. Anh có thành tâm là muốn có vợ tiếp không? Muốn. Nên vậy hai đứa mình bấm nắp hẹn hò, có nếu có gì thì mình làm dạ. Sớm sớm cũng được. Dạ. Sớm sớm là bao lâu? 2-3 tháng vậy. Trời đất ơi, rồi ông chuẩn bị gì để đám cưới chưa mà 2-3 tháng? Dạ có rồi. Ừ, chuẩn bị có tiền bạc chưa? Dạ rồi. Rồi phòng ốc rồi có chưa, ở nhà có chưa, có chỗ riêng chưa? Có chỗ riêng rồi. Hợp lý quá, nếu nhanh vậy là em chịu không? Dạ thì nói chung là do đàn trai quyết định chứ em không quyết định nổi. Rồi, dễ thương. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu mà chúng ta thấy có rung động, có thích cái đối phương thì mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu thì mình bấm nút. Còn nếu mình cảm thấy ông cái người này đối với mình không phải gu mình, không phải là người mình muốn thì chúng ta không cần bấm. Nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Giá tỷ nãy cậu không bấm rồi sao? Dạ không bấm thì hơi buồn tí. Buồn ha? Dạ. Nhưng mà thấy cô này hợp với mình không? Dạ. Hợp, chị thấy là hợp. Duyên dáng, hiền lành. Đúng không? Chịu khó. Dạ. Một mình nuôi con, rất là vất vả. Gánh vác với nhau, chia sẻ với nhau nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Chị Tường rất vui khi mà ngày hôm nay hai bạn đã bấm nút hẹn hò với nhau. Tại vì cơ bản thì Tường nhìn thấy là hai bạn rất là phù hợp nha. Rồi, một nụ hôn dành cho nhau kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và đây là những chiếc vé xem phim tại hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc mừng hai em. Kính thưa quý vị, hôm nay Cát Tường rất là vui khi làm mai mối được cho một cặp đôi mà họ đã gãy đổ một lần rồi. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ mời lên sân khấu hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Và bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp của tôi. Quá dễ thương. Hai cô gái mặc hai cái đầm dễ thương cực kỳ. Màu xanh là màu hy vọng. Mình sẽ hỏi những người ngồi ở ghế màu xanh trước. Hello, chào em trai ở ghế màu xanh. Em giới thiệu một chút xíu thông tin cho chị Tường nghe về bản thân mình nha. Em tên gì, bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu, đang làm công việc gì? Em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng với ba bạn chơi và tất cả quý vị. Em tên là Đặng Hoàng Việt, năm nay 35 tuổi, sinh sống và làm việc ở Đồng Nai ạ. Hiện tại em đang là nhân viên tư vấn chứng khoán ạ. Từ đó lên đây mất bao nhiêu thời gian? 1 tiếng rưỡi chị. Hôm nay em lên đây quy hình, em đi bằng gì, đi với ai? Dạ em đi với em gái và em rể. Em gái và em rể.
Rồi cả nhà đi lên đây bằng gì? Tự em đi vào nhà của em gái em để lên này. À, có nghĩa là em tự đi từ dưới Long Thành lên đây. Dạ. Ý chị đang hỏi là em đi bằng cái gì? Phương tiện. Dạ. Phương tiện gì lên đây? Dạ em đi bằng xe chị. Xe gì? Dạ em đi bằng xe hơi chị. Ai chở, ai lái? Dạ em lái. Tự lái luôn. Dạ. Rồi giờ định chừng nào về? Sau chương trình này em sẽ ở lại chơi ở nhà em gái. Nghe ở lại chơi, tụi nó chơi với bạn gái rồi ở lại chơi với nhà em gái. Dạ thì nếu như mà hẹn hò được, hẹn hò được với một bạn nữ nào đó thì em sẽ ở lại thời gian hôm nay để có một buổi hẹn hò ấm áp. Đó, chủ yếu là cái chỗ đó á. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em siêng năng và sáng tạo trong công việc. Dạ. Điểm yếu của em thì em cũng lâu lâu hay quên. Cũng ngây thơ và dễ tin người. Dạ. Ngây thơ? Dạ. Sinh năm 87 là bây giờ 35 tuổi rồi mà còn ngây thơ, dễ tin người. Đã bị ai gạt bao giờ chưa? Thỉnh thoảng có. Gạt về cái gì? Tình, tiền, công việc? Cũng không đến nỗi. Tại gạt chỉ có hai thứ, tình hoặc tiền thôi hả? Bây giờ bị gạt tình hay bị gạt tiền? Hay là cả tình tiền đi chung? Đó, thường tình nó dính với tiền luôn. Có vấp ngã mình mới có thành công ngày hôm nay. Mình sẽ chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Đó là thông tin của bạn trai ngồi ở ghế màu xanh. Tới bên cô gái ngồi ở vị trí màu xanh. Em hãy giới thiệu về mình đi. Em xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt cùng tất cả mọi người trong trường quay và các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Ngọc Hân, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em là nhân viên marketing tại công ty bất động sản. Em quê ở đâu? Dạ em quê ở Buôn Ma Thuột ạ. Buôn Ma Thuột. Dạ, em hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh của em là thích đọc sách, ham học hỏi, có chí cầu tiến. Còn điểm yếu của em là có vẻ là với người lạ thì em hơi nhút nhát. Rụt rè quá hả? Dạ. Em biết hát không? Dạ biết ạ. Hát liền đi. Làm một đoạn đi em, làm cho nó mở giọng nè. Em sẽ hát bài là Nhắn Gió Mây Rằng Em Yêu Anh ạ. Rồi. Về với em đi, sống chơi hết tháng ngày dài. Mình em mà nỗi nhớ mệt nhòi, chỉ có riêng em với em thôi. Thì vẫn yêu em, nguyện yêu cho đến hết cuộc đời. Giọng kêu tay đã ngủ vui, nhưng gió mây dần em yêu anh. Hay quá. Hai bạn ơi, có nghe người ta nhắn cái gió với mây chưa ạ? Sao em cảm nhận giọng hát của bạn gái ngồi ghế xanh như thế nào? Dạ bạn hát rất là ngọt. Có gì cho chút nào gì gọi là rung rinh mê mẩn gì chưa? Cái giọng hát đó có làm em hơi lung lay chưa? Kích thích sự tò mò của em chưa? Dạ em cũng thấy hơi tò mò và cũng muốn thấy cái tay là chà 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 vô cái chân rồi đó. Hôm nay toát một hồi hộp rồi đó nha quý vị. Bây giờ tới chàng trai ở ghế đỏ nè. Chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Chà, giọng trầm khỏe dữ ha. Em chào anh Nam đến chơi chương trình và mình chào hai bạn nữ. Em tên là Hiếu ạ. Cái gì Hiếu? Văn Hiếu ạ. Trịnh Văn Hiếu. Quê quán ở Đắk Lắk, năm nay 28 tuổi ạ. Công việc hiện tại của em là kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại. Ngày trước thì em có đi học nhưng mà khi ra trường rồi thì em cũng tiếp tục với công việc mà hồi sinh viên em đang làm. Bây giờ em vẫn đang làm công việc đó chứ cũng chưa có đi làm. Là cái nghề này là sửa chữa điện thoại này là từ xưa đến giờ luôn, từ hồi đi học ra tới giờ luôn. Hồi sinh viên em có mày mò. À. Ủa là tự mày mò rồi sửa chứ không có học gì trơn hả? Cái này tự học ạ. Ồ, giỏi vậy. Cũng chưa có đi làm đúng cái ngành mình học. Em học ngành gì? Dạ em học bên cơ điện tử, cơ khí tự động. À mà bây giờ là đang là sửa chữa điện thoại. Dạ đúng rồi. Là em sửa cho công ty nào hay là em tự làm cho cá nhân? Dạ, sao em tự làm cá nhân thôi. Có tiệm riêng rồi đúng không? Là em có tiệm dạ, điện thoại rồi. Đúng không? Dạ. Rồi em đang làm ở bên Cát Bình Dương. Ủa lý do tại sao mình lại ở Bình Dương? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Người ta nhận xét em là một người trầm tính, có giọng nói cũng khá trầm. Trầm đó chứ khá gì, giọng nói trầm. Không biết tính có trầm giống giọng nói hay không. Khi mà quen rồi thì em cũng hòa đồng thôi. Trong công việc thì em khá là nghiêm khắc, nghiêm túc ạ. Điểm yếu của em thì không nhậu được thì có phải là điểm yếu không chị? Đối với chị thì yếu quá mà nhiều khi đối với bạn gái kia thì mạnh. Hơi kém ạ. Không có uống được nhiều bia rượu. Không nhậu là điểm mạnh chứ còn gì nữa. Giờ uống bia thì kém rồi thì có cái gì là không kém. Từ bé đến lớn là em có cái đam mê là nghịch ngợm máy móc ạ. Đó là bao nhiêu đài loa trong nhà rồi anh em là cũng về nghiên cứu. Chắc cũng tan nát biết bao nhiêu cái máy móc rồi ha. Đó ra được lắp vào. Đúng rồi. Có cái dùng được cái không ạ? Tốt thôi, kệ. Từ cái đam mê đó mà em các cái đồ điện ở trong nhà vật dụng hay gì đó thì em cũng có cái tài lẻ là em nghiên cứu em sửa chữa. Lấy anh này về là yên tâm mấy mọi thứ trong nhà điện đóm rồi là anh lo hết ha. Cho chị hỏi cái bến Cát Bình Dương là mình lên thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Cát lên đây nếu mà đi thuận đường giờ không phải giờ kẹt xe thì nó khoảng hơn 1 tiếng rưỡi một xíu. Hơn 1 tiếng rưỡi vậy là cũng ngang ngửa với anh bên đây. Nói chung là hai chàng trai của chúng ta ngày hôm nay đều cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 1 tiếng rưỡi chim bay. Rồi bây giờ tới cô bé xinh xắn ngồi vị trí màu đỏ nè, em giới thiệu về mình đi em. Dạ cho em xin chào tất
cả mọi người. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường. Em tên là Trần Thị Thu Trang. Thu Trang. Dạ, năm nay em 22 tuổi. Em đến từ Hà Nam. Công việc hiện tại của em là diễn viên tự do. Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh của em là em hòa đồng, vui vẻ, có sự cầu tiến và nghiêm túc trong công việc. Còn điểm yếu của em là em đôi khi trẻ con, dễ quạo. Cái gì mà nó đã đề ra kế hoạch từ ban đầu rồi mà không có đúng như cái kế hoạch thì em cảm thấy hơi khó chịu. Ham chơi nữa, em ham chơi lắm. Rồi, dễ thương quá trời. Bây giờ mình tới tình trường nha. Quay lại với bạn trai ở ghế xanh nè. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em có quen một hai người nhưng mà chưa gọi là mối tình chị ạ. Ủa sao vậy? Dạ thì có thể là mình có trải qua một vài cung bậc cảm xúc. Ừ. Nhưng mà dừng lại ở tình bạn thôi chị. Chưa có cái gì mặn mòi hết trơn. Dạ. 35 tuổi luôn chưa có một cái nào mặn hết. Dạ, trên tình bạn dưới tình yêu thôi. Trời ơi, cái lấp lửng đó là do em hay là do đối phương? Chắc là do em nhút nhát à. Cuộc đời chị là chị sợ nhất những cái mối quan hệ mà trên tình bạn dưới tình yêu lẫm lửng lờ lờ đó. Hà tới tới luôn mà chị nghĩ này chắc do em quá. Dạ, nó thanh niên quá. Chứ phụ nữ người ta rõ ràng lắm về cảm xúc, là yêu là yêu, không yêu thôi để cho né né lên cho ta đi kiếm người khác lấy chồng. Tới không tới luôn luôn cứ sàng ràng hoài, lỡ thì lỡ bạn hết trơn. Bởi vậy sau này em rút kinh nghiệm hơn, thì nếu như em mà gặp bạn nào em có mà tình cảm thật sự thì em sẽ tỏ lòng cho bạn đó hiểu. Trời đất ơi, rồi có hôn được cái nào chưa? Dạ thì cũng chưa. Chưa luôn? Mới có sơ sơ chị ơi, chưa chị. Trời ơi, sơ là sao? Sơ là chỉ ở nắm tay. Ủa đi chơi vậy không lẽ không hôn nhau tạm biệt? Dạ em nghĩ là chưa. Trời ơi, em nghĩ là chưa rồi chứ còn em nghĩ là chưa gì nữa. Phụ nữ đừng bao giờ hỏi anh hôn em được không? Tôi sợ nhất ai hỏi luôn đó. Không lẽ bây giờ người ta nói dạ được. Có kỳ lắm đúng không? Cho nên là mình cứ hôn đại. Nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Phụ nữ mà người ta cho hôn á, người ta thích mình á thì người ta sẽ cho mình hôn, người ta hơi né né nhưng mà mình cứ kéo vô thì mình vẫn hôn được, là từ đó là mở màn cho những cái sau. Hiểu chưa? Đây là chị Tường, chị kinh nghiệm. Còn nếu trường hợp mà mình hung mà người ta không chịu thì bất quá ăn cái bọc tay chứ làm gì dữ vậy đó. Ăn cái bọc tay thôi, nhưng mà mình sẽ biết được là mình được hay là không được. Thường thường các bạn nhút nhát là các bạn chỉ sợ là bạn nữ không cho mình hung, đúng không? Yeah. Rồi mình ngại, rồi mình không biết không cho rồi nói làm sao, rồi mình đi hỏi người ta phải không? Dạ không có hỏi. Trời ơi, bạn lại còn tệ hơn là không hỏi nữa. Bây giờ không có hỏi gì hết trơn. Bây giờ nếu mà có một mối tình nữa nè. Dạ. Nếu mà em đã thích người đó, người đó thích em, người ta mới đi với em mấy tháng. Chị khẳng định luôn. Dạ. Phụ nữ là người ta không bao giờ chủ động. Chị đây bốn mấy tuổi chị còn chưa chủ động nữa. Ai thích chị là người đó phải chủ động. Chị không chủ động nhưng mà người ta tấn tới thì chị ok. Chứ chị không bao giờ chủ động. Nhớ chưa? Dạ dạ. Cho nên mình phải chủ động, bất quá là ăn một cái bọc tay thôi. Được không? Dạ được chứ. Nhớ dạ, nha. Em cố gắng. Tôi tức lắm á. Mạnh dạn lên nha. Dạ. 35 dạ. tuổi rồi không mạnh nữa là coi như là mệt lắm á. Rồi bây giờ muốn kiếm một người bạn gái mình là người như thế nào nè? Em cũng mong muốn kiếm một bạn gái phù hợp với bản thân của mình. Rồi. Biết kính trên nhường dưới. Ừ. Vui vẻ, hòa đồng là được. Ừ. Dạ. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Tầm 1m55. Dạ. Đơn giản ha. Hiền dưới. Chỉ cần là hiền quá tóc. Có cần không? Trời ơi, cho bạn gái sẽ là người chủ động khi hôn không? Dạ không. Không, lần này thì là người chủ động đúng không? Dạ. Không, con gái không ai chủ động hết trơn á. Thì bởi vậy không. Hiền quá trời. Ừ. Nói thì nói chứ bao nhiêu năm nay là ba mấy rồi mà bờ môi vẫn còn trinh trắng. Phải dành quá sự trời. Ngây thơ đó cho người tình đầu của người ta. Bạn ngồi ghế màu xanh hiền khô. Đó em nè, tâm sự về chuyện tình yêu đi nè. Có trải qua một mối tình. Một mối tình duy nhất. Em quen bạn đó được một năm. Một năm? Dạ. Cách đây bao nhiêu lâu á? Tụi em cũng mới chia tay được một năm. Tại sao vậy? Tại vì có rất là nhiều vấn đề trong hôn nhân mà mình không thể nào tiến tới. Vấn đề hôn nhân luôn hả? Ừ. Vấn đề gì em có thể nói gì? Em cảm thấy không hợp nhau. Không hợp nhau về vấn đề gì? Bạn ấy cũng đôi khi cũng ít có sự quan tâm tới mình á. Công việc bạn ấy bận rộn. À, cái người bạn trai cũ đó có hôn em chưa? Dạ rồi. Rồi đúng không? Không hợp là không hợp cái gì? Thì phải nói ra chị mới biết đường chị làm mai mối chứ. Đương nhiên chia tay nhau là không hợp mới chia tay rồi. Bạn đã chủ động chia tay em trước mà. Thì em phải biết là tại sao bạn đã chia tay em. Tại vì có thể là tính cách của em hơi nóng vội thì bạn không hợp với bạn đó. Em nóng vội? Gì? Nóng vội là sao? Kiểu như em cũng muốn cưới luôn á. À. Em cũng ra 30 tuổi rồi à. Cưới mà bạn ấy không chịu. Nhưng mà em có hiểu nguyên nhân tại sao bạn ấy không chịu không? Đã có một cái mối quan hệ khác phù hợp hơn với bạn. À, cái này là em đoán hay là nó là như vậy? Em đoán vậy. Sao tự nhiên em lại đoán vậy? Trong lúc quen thì bạn ấy cũng đã chủ động chia tay rồi. À, người ta đã không chân thành với mình thì bỏ qua ha. Dạ. Thì bây giờ muốn tìm một người như thế nào nè? Từ đó thì em nghĩ là Hiền thích đọc sách, ham học hỏi, có chí cầu tiến, nhìn cũng thư sinh. Ngon à, bên đây chị thấy là thư sinh nha. Ủa, có đọc sách không em? Dạ em có sách mà em ít đọc lắm chị. Chứ sách để làm gì? Dạ em thấy tựa hay, với lại em đọc cũng được một hai chương thôi. Lướt lướt rồi thôi hả? Dạ
Bởi con người em không bao giờ đi tới cùng. Em làm cái gì em cũng làm sơ sơ hết trơn á. Bên đây là người ta muốn cưới rồi. Ví dụ như em thì bao lâu nữa em đám cưới được? Dạ nếu như mà có hẹn hò được và hợp nhau thì em nghĩ là từ 6 tháng đến 1 năm là được. À mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng hết rồi phải không? Dạ em có tích lũy rồi chị. Có tích lũy rồi đó. Trước mắt hợp hay không chưa biết. Nhưng về cái tư tưởng là người ta đã có ý lập gia đình, đó cũng là một cái cơ hội để mình tìm hiểu, đúng chưa? Trước tiên chị thấy là có khả thi rồi đó. Không à, chị. Có khả thi rồi đó. Bây giờ tới anh chàng ở ghế đỏ nè. Cũng 28 tuổi rồi chứ ít gì. À, muốn lấy vợ chưa? Bản thân thì cũng muốn tìm hiểu nghiêm túc. Tình yêu đủ lớn thì sẽ tiến đến hôn nhân ạ. Tình trường của mình thì trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua một mối tình. Một thôi. Dạ, kéo dài khoảng hơn 6 năm. 6 năm? Bắt đầu từ năm em bao nhiêu tuổi? Ngày bắt đầu thì khoảng cuối tháng 2 năm 2015. Nhớ kỹ ha. Dạ. Tháng 2 2015 đó. Kỷ niệm hoài luôn á. 7 năm rồi, vậy là chia tay cũng cả năm rồi. Chia tay cũng gần 1 năm rồi. Gần 1 năm rồi. 6 năm mà tại sao lại để chia tay uổng vậy? Bạn gái cũ của em thì cũng ở gần nhà ở quê Đắk Lắk ạ. Ngày trước có đi học ôn thi chung, đi học chung thì cũng có tìm hiểu bạn ấy ở Bình Dương. Tại vì sao ở Bình Dương? Tại vì cũng muốn ở gần bạn gái. Không ít ra người ta cũng mạnh mẽ, dám bỏ xứ đi theo người yêu thấy không? Coi như là đi theo bạn gái ở Bình Dương nên mình tới Bình Dương để mình lập nghiệp luôn để được gần bạn gái. Dạ đúng rồi. Cũng một phần lý do là gần bạn gái và một phần lý do là do bạn lập nghiệp em nữa. Trời sao nữa? Quen nhau thì quen nhau quá lâu rồi ấy. Tình yêu thì cũng em nghĩ là còn, nhưng mà em xác định tương lai mà đi xa để mà cưới nhau được thì có rất nhiều cái nó mâu thuẫn. Và em cảm nhận là bạn đã yêu mình rất nhiều, nhưng mà nếu mà chung sống với nhau có nhiều điểm nó sẽ không hợp tính nhau đấy. Ví dụ? Vì người ta thương mình, người ta yêu mình nhiều cho nên là người ta có muốn kiểm soát. Kiểm soát nhưng người ta vẫn trên mức tôn trọng, nhưng mà nhiều khi là bạn ấy cũng hay giận hờn nữa. Cái đỉnh điểm là như thế nào để mà nhây như đến 6 năm thì mình mới quyết định chia tay? Mà em có cái mối quan hệ nào mờ ám thêm bên ngoài không? Em nếu sợ mà nói chia tay để mà tiến với một người khác ấy, thì chắc chắn em không có. Nhưng mà em cũng lạng lạng lướt lướt. Nói chuyện thân với bạn nữ thì trước đó là có một bạn và em thấy như thế là không đúng ạ. Em đã dừng lại, nhưng mà chỉ là ở mức là bạn gọi là nói chuyện thân mật một xíu thôi. Em chia sẻ thẳng thắn, cái đó là chắc chắn là gây sai rồi. Khi mà tình cảm yêu nhau quá lâu rồi ấy, thật sự ra là mình cũng không còn cảm xúc quá nhiều nữa. Bây giờ em mốt em lấy vợ rồi, ở với vợ cả đời rồi, lúc đó em cảm nhận ra rồi em không còn cảm xúc nữa rồi làm sao? Cảm xúc là mình chỉ còn thấy thương người ta thôi. Còn yêu thì vẫn còn yêu nhưng không đủ lớn để mình tiến đến hôn nhân ạ. Em dừng lại, mỗi người cũng sẽ có một cái bước tiến mới thôi. Buồn một thời gian nhưng bạn ấy cũng có người yêu mới, bạn ấy thay đổi rồi, bạn ấy sống tốt hơn rất nhiều ạ. Đó là bạn nó may mắn thôi, chứ nhiều khi có những người mà trong một cái mối quan hệ 6 năm khi buông ra người ta không còn cơ hội nữa thì làm sao. Nhưng mà bây giờ bản thân em thì thấy như thế nào? Đương nhiên cũng bình ổn rồi mới lên đây đúng không? Dạ. Em mong muốn tìm một người như thế nào? Về tính cách thì bạn ấy cũng điềm tĩnh, tổng quan thì nhìn hiền. Hai đứa nói chuyện hợp tính với nhau, cũng những cái lúc vui vẻ thì thật sự em cũng rất vui vẻ, rất không nhạt đâu, em cũng khá mặn. Không nhạt đâu, mặn lắm hả? Khá mặn nữa. Khá mặn luôn. Nhưng em có chắc em là người chung thủy không? Em nghĩ là em đủ nghiêm túc, đủ chín chắn để em khẳng định em là người chung thủy. Nghiêm túc với chín chắn thôi chứ còn chung thủy là không nha. Em có nghĩ em là người chung thủy không? Dạ em nghĩ là em là người chung thủy. Cũng không luôn nha cưng. 99.9% đàn ông trên cuộc đời này không ai chung thủy với vợ cả. Còn 1%, 0.1% còn lại là họ chưa có cơ hội để làm điều đó, chứ không có ai chung thủy cả nha. Trời ơi, bởi vậy chị từ nữa nghĩ bi quan vậy. Không có bi đàn quan. Ông, không đàn không ông hề bi quan, mà đó là sự thật nha mấy em. Có nghĩa là người đàn ông, xích ra để tôi nói chuyện với hai cô gái. Có nghĩa là mình tìm được một người con trai đàng hoàng, nghiêm túc, có đạo đức, có trách nhiệm, và mình cảm thấy hợp gu, hợp cạ thì mình quen mình lấy thôi. Chứ đừng bao giờ tin tưởng rằng cái người đàn ông đó chỉ có một mình trong cuộc đời. Đó là các em ảo tưởng nhé. Mình hãy nghĩ đến những mặt tốt của đàn ông, là anh ấy cũng tốt với mình, anh ấy làm về lương đưa cho mình, anh ấy yêu thương vợ con, chăm sóc mọi thứ, hô kệ vậy được rồi. Đó là quan điểm của chị Tường. Không, nếu đàn ông là người tốt rất nhiều, thí dụ như không, anh không hề. Bây giờ chị Tường quyết định kiểu vậy là giống như là sẽ có một cái ngày nào đó anh sẽ có cơ hội để mà đúng tội cơ đúng hội gì đó, làm sao có chuyện đó được. Có rồi, một khi mình đã chuẩn đường lối thôi. Có rồi, đó là quan điểm của chị Tường. Chị sẽ theo chị Rình em và chị sẽ cung cấp thông tin cho Lâm Vĩ Dạ. Thôi bây giờ tới chuyện tình trường này nè. Dạ em đã trải qua 3 cuộc tình. Dày dặn kinh nghiệm. Yeah. Mối tình đầu tiên của em là khi em học lớp 12, quen bạn đó học khác lớp nhưng mà cùng khóa. Quen biết là do đi tập văn nghệ chung đó. Tụi em quen nhau nó đẹp lắm, nó đúng kiểu trong sáng của thời học sinh mối luôn. Mối tình đầu đúng không? Dạ đúng rồi. Tụi em quen vào đúng mùa thu, cái đợt mà mùa hoa sữa ở ngoài Bắc á, nó đẹp lắm luôn. Cái trường của em ở giữa thì con đường của em đi hướng này, còn con đường nhà bạn thì đi hướng ngược lại. Tại ra trước á là bạn đợi em lấy xe ra, sau hai đứa đi hai cái xe đạp điện song song trên cái con đường hoa sữa đó. Thơ như mộng. Phim vậy. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Vì sao hết phim vậy? Cũng là do em mãi mê việc học. Hai mối tình sau này thì đều ở trong trường của em thôi. Trong trường sân khấu luôn. Dạ. Mối tình thứ hai là do em học năm 2 thì quen một cái bạn đó học ở khóa dưới. Anh em trong trường gặp nhau hoài, xong rồi tập bài rồi góp ý đi trong trường vòng vòng gặp nhau thì biết, thì quen thôi.
lại một bộ phim mới. Dạ không, đẹp, cái bộ phim kéo dài được bao lâu? Hình như là cũng chỉ có vài tháng thôi ạ. Các bạn em cũng thuộc loại là người cảm xúc đó, cảm xúc nở tối tàn lắm đó. Em bị chia tay mà, chứ em đâu em bị chia tay hả? Dạ đúng rồi. Cái này cũng có thể là do sai mặt cách lòng. Thời gian tụi em ở trên trường thì tụi em gặp nhau hoài luôn. Nhưng mà thi học kỳ 2 xong rồi để nghỉ hè á, tụi em thi xong thì mỗi người trời ơi, về... nghỉ có 3 tháng hè là cách lòng rồi đó trời. Em thì về quê ở ngoài Bắc, còn bạn thì ở trong này có xích mích xong rồi bắt đầu ba mối tình không hợp. Không hợp. Rồi, thôi cất. Rồi mối tình cuối cùng nè. Vô mối tình thứ ba nè, nói lớn lên em ơi. Bộ phim gần đây nè. Bộ phim gần đây thì chia tay cũng hơn một năm rồi ạ. Rồi. Là dạ, do biết ảnh cũng là đi tập bài chung thôi. Dạ, cũng là diễn viên luôn trong trường luôn ha em. Dạ đúng rồi. Rồi sao chia tay? Có thể là do tụi em có khá là nhiều cái không hợp. Khi mà tụi em bắt đầu quen á thì nó rất là vui. Mà qua cái giai đoạn vui vẻ đó rồi là bắt đầu có nhiều cái xích mích, bắt đầu có cái lộn. Do em gây chuyện thôi chứ không phải cái lộn. Khi mà mới quen thì anh gọi điện nhắn tin cho mình thường xuyên. Tự nhiên anh vô tâm á, em cảm thấy em bị, ủa sao tự nhiên bị vô tâm vậy? Là em gọi điện, anh không nghe máy luôn. Em nhắn tin anh còn không trả lời. Sau thì cũng là xa mặt cách lòng. Nữa hả? Cũng là xa mặt cách lòng. Dạ cái đợt trước là mùa hè, còn cái này là đợt Tết. Cũng nghĩ đợt Tết xong rồi. Trời ơi, mỗi lần em đi về quê thì em đi có nhiêu đâu, có một tháng hay gì mà cái lúc nào cũng xa mặt cách lòng. Dạ cứ mỗi lần về quê là lại có chuyện ạ. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Là người tinh tế, giàu tình cảm, ga lăng. Ga lăng. Cao hơn em nè. Em cao nhiêu? Dạ em cao 1m63 thôi, em cũng thấp lắm. 1m63 thì 1m64. Em cao mét mấy? Là vô rồi. Em khoảng hơn 1m8 một xíu. Hơn 1m8. Wow. Được chưa? Rồi chàng trai ghế xanh em cao mét mấy? Thì em cao 1m65 là gì? 1m65, màu xanh 1m65, màu đỏ 1m8 trở lên. Được chưa? Rồi bây giờ mình giao lưu với người thân nha. Chào hai em. Chào chị Cát Tường, anh Minh Đạt và toàn thể khán giả xem trên hình ạ. Em tên là Hùng, là em rể của anh Hoàng Việt. Hai chồng lấy nhau lâu chưa? Dạ hơn 3 năm ạ. Hơn 3 năm rồi, có cháu nào chưa? Dạ có một cháu ạ. Rồi để anh còn bơ vơ vậy thấy thương dễ sợ không? Thương anh không? Hôm nay có hai cô gái ngồi bên bển. Thì theo như á là hai chồng em thấy cô nào có thể phù hợp với anh trai của mình? Cho vài nhận xét về hai vợ chồng em thì hai bạn nữ này rất là xinh, dễ thương. Nhưng theo cái quan điểm cá nhân của em. Cá nhân của em ha, rồi. Em thấy bạn ghế xanh này thì phù hợp hơn với anh Việt ạ. Rồi, đó là mới cá nhân em à. Em chỉ tưởng em bạn vợ em rồi, còn em nói cá nhân em thì chị sẽ hỏi thêm ý kiến của vợ em nữa. Em cũng chào chị Cát Tường, anh Minh Đạt và toàn thể các khán giả ở đây. Em là em gái của anh Việt, thì anh Việt tính hạnh rất là hiền, rất là thật. Em thấy bạn gái mặc váy trắng và ghế xanh thì có vẻ như tính cũng hiền mậu, hợp với tính của anh của em. Vậy là hai vợ chồng cũng cùng quan điểm ha. Vậy thì chị cũng hy vọng một lát nữa thì hai bạn đó sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hy vọng là hôm nay sẽ có cái gì đó nó vui vui ha. Rồi, có gì thì tối biết đâu cả nhà bốn người đi ăn cơm tối ha. Tạo điều kiện cho anh nha. Nhớ đẩy đẩy anh chút xíu, anh hơi nhút nhát. Cảm ơn hai vợ chồng. Rồi mời em trai. Em chào chị Cát Tường, chào Hứa Minh Đạt. Em tên là Thiết, năm nay 28 tuổi, bạn thân của bạn Hiếu. Theo cái gu của bạn Hiếu thì em thấy cả hai bạn đều hợp. Trời ơi, gu bạn Hiếu. Tại sao có chuyện gu đó nhỉ? Mình có dễ tính quá không nhở? À, mình có dễ tính quá không nhỉ? Em sẽ ưu tiên về bạn nữ ghế màu xanh. Trong khi bản nhân thân em thì thấy hai bạn, bạn nào cũng hợp gu hết trơn, của Hiếu hết trơn. Thì gu của bạn Hiếu thì bạn thích người trưởng thành và nhìn mặt hiền hòa. Nên là em thấy bạn ghế màu xanh là phù hợp. Bạn ấy bao tuổi nhỉ? Hả? Bạn ghế màu xanh. Bạn ghế màu xanh nãy nhiêu tuổi Đạt? 30 à. À 30, 30 bạn à? Muốn lấy chồng rồi đó. Thì đó, thì hôm bữa hổm là chia tay là tại vì ông kia không bên chịu. Bên kia không chịu cưới đó. Cảm ơn em những cái bữa này ý kiến vô rất là này. Chân thành và chính xác ha. Và bây giờ không để quý vị chờ lâu, để cho các nhân vật chính người ta gặp nhau, người ta trò chuyện. Mở cửa trái tim. Đầy xiết sao khi ta gặp nhau. Từ từ, từng anh một. Ưu tiên ảnh thì anh 35 tuổi rồi, ưu tiên ảnh đi em. Hôm nay em tới đây có hai cái bó hoa tặng cho hai bạn nữ, với lại có một trái tim ấm áp. Có một trái tim ấm áp nữa. Dạ. Mạnh dạn lên nha. Dạ anh tặng em. Đó. Bạn nữ. Dạ. Trái tim ấm áp bỏ đâu? Trái tim ấm áp em sẽ bỏ cho bạn này. Trời ơi, mạnh mẽ rồi. Được rồi, cái thiệp đó dành cho bạn này. Được, dễ thương. Mạnh được á, được á. Làm bớt mồ hôi chán đi nè. Chấm mồ hôi đi nè. Trời ơi. Có ống heo luôn. Cứ làm đúng trái tim mình mách bảo nha. Muốn gửi đến em ha. Em muốn quà để mình gặp nhau. Dạ, em cảm ơn ạ. Trời ơi, dễ thương quá. Nhưng mà trong đó có tiền không ạ? Không có tiền cũng không info. Info em sẽ tự xin được.
Thế thì nói bạn, gì bên đây chị không nghe. Không có tiền cũng không mình có tiền. Mình có món quà nhưng lần đầu mình gặp nhau ha. Không biết là bạn là Buôn Mê Thuột thì bạn ở đâu nhỉ? Buôn Mê Thuột luôn. Thành phố hả? Dạ. Mình ở cái đông năng 47E1 ha. Dạ. Rồi mình để đây nhá. Nhưng mà còn con chim cánh cục đó sao à? Dạ cái này em quý chị Cát Tường từ rất lâu rồi. À. Trời ơi dễ thương. Em thấy chị Cát Tường rất là dễ thương mặc dù là cũng nhiều tuổi rồi. Em... Ủa giờ tặng luôn rồi đó hả? Ừ. Như sau khi làm chị tổn thương nhẹ cái là em tặng liền á phải không? Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn dạ, em. Ơi các bạn nữ hình như chị thấy cũng có quà các bạn đã muốn tặng chưa? Dạ em tặng sau chương trình được không ạ? Được. Chương trình đúng không? Em tặng đi. Em muốn tặng hả? Thôi tặng đi em. Đối với chương trình thì em muốn tặng hai anh mỗi người một quyển sách. Quyển sách này có tên là Kiếp Nào Tôi Cũng Tìm Thấy Nhau. Là hai cuốn sách này đều giống nhau. Chỉ là em để riêng hai cái màu thôi. Dạ. Dễ thương quá chừng luôn á. Cảm nhận của em như thế nào khi đầu tiên mở cánh cửa này ra? Em cảm nhận thì hai bạn nữ xinh ạ. Bạn nào cũng dễ thương. Bạn nữ ở ghế xanh thì có vẻ trưởng thành. Còn bạn nữ ở ghế đỏ thì baby cute. Em có rung động, có xao xuyến gì trong lòng chưa? Có thấy bồi hồi xúc động gì chưa? Em nghĩ là mình vẫn đang ổn. Rồi. Đây đang làm cho em xao xuyến cho. Tại vì mình học trường sân khấu á, mình cũng phải có năng khiếu là ca hát được chứ hả? Dạ không, em hát dở lắm ạ. À múa. Dạ múa cũng dở luôn à, nhưng mà anh nhớ trong bài học ở trong trường á là sẽ có một phần thi là mình phải đóng vai một con vật. Hôm đó em đóng vai gì, con gì? Anh nói về phần hình thể đúng không ạ? À đúng rồi. Hình thể thì em nhớ là em đóng vai con mèo. Đóng vai con mèo thì ngày hôm nay em đóng vai con mèo cho anh coi đi. Con mèo thì tính nó hơi chảnh trẻ, nó hơi... Một mèo sang chảnh đúng không? Rồi, đâu, đóng vai mèo sang chảnh anh coi coi. Đang diễn con mèo đang ngồi trên ghế nè. Rồi. Trời, nhìn con mèo đang ngồi trên ghế hả? Bình thường là con mèo đó tay chân nó ngồi chứ nó đâu có ngồi như vậy đâu. Thì em diễn bình thường thôi. À. Rồi. Yeah, không liền. Hay quá. Yeah. Dễ thương quá trời luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trao đổi một số những cái câu chuyện để mình có thể mình hiểu nhau được nhiều hơn. Chị đưa ra một cái chủ đề, các bạn quan điểm như thế nào về cái chuyện làm dâu, chuyện đám cưới. Đâu em nói trước thử coi. Sau này mà có tiến được với nhau về hôn nhân thì em nghĩ là bạn nữ đó nếu như mà làm dâu được thì rất là tốt. Hiện tại thì em ở chung với ba mẹ nhưng mà hiện tại thì gia đình cũng có nhiều người. Tại vì anh chị với lại em gái thì ở riêng hết rồi. Khi mà về chung gia đình rồi thì cái vấn đề về công việc, gia đình hoặc là những cái điều gì mà cần giải quyết với nhau thì mình trao đổi với nhau và đưa ra cái ý kiến là chung nhất. Hỏi thử ý bạn gái coi, bạn gái có cùng cái suy nghĩ với mình như vậy không? Bạn chào bạn thân. Em có thấy là cái quan điểm của anh như vậy có phù hợp không? Em có chịu làm dâu không? Em có chịu làm dâu được không ạ? Nếu mà cái người con trai đó mà phù hợp với mình thì em chịu. Đám cưới xong rồi làm dâu thì em thấy sao? Cái đó thì em cũng rất là đồng ý với quan điểm đó. Tại vì em thích ở chung với gia đình. Có nhiều người thì sợ ở chung với ba mẹ chồng nhưng mà em lại thích ở chung với gia đình. Em thích trong gia đình có ông bà rồi có con cháu này kia quay quần lắm. Em thích cái không khí của gia đình. Em không ngại làm dâu đúng không? Dạ đúng. Quan trọng do hai người như thế nào, họ có sống hạnh phúc với nhau hay không thôi. Trao đổi qua đây nè, hai chàng trai bên đây nè, nói cho người ta nghe chứ chị nói cho anh Đạt nghe là không đôi vậy? Khi thì sẽ có những cái xích mích mà mình không muốn tới thì cái đó không thể nào tránh được, nhưng mà quan trọng là hai vợ chồng cùng nhau vượt qua được thôi. Em có đây làm dâu rồi gì? Quan điểm làm dâu thì mình thì chỉ có còn mẹ sống ở Đắk Lắk thôi. Thì cũng mong muốn là sau này là đón mẹ vào trong đây. Nếu mà bên đằng gái á, mà vị trí địa lý nó ở xa, ví dụ ở Đắk Lắk hay ở đâu, ở quê bạn ở đâu đó chẳng hạn, hai cùng ăn. Nếu mà yêu nhau rồi thì ở trong đây sau cái điều kiện thì các cái dịp lễ về quê ngoại chơi cũng mình nhiều dịp mà mình chủ động, nếu chủ động thời gian thì mình sẽ sắp xếp nhiều dịp. Còn mẹ mình thì người rất hiền, thoải mái, không có đặt nặng vấn đề làm dâu đâu. Hai người cưới nhau về thì làm dâu thì em có bị e dè hay là em muốn là khi mà cưới nhau về thì cái gì nó sẽ thoải mái hơn, quan điểm em như thế nào? Em cảm thấy là nếu như mà được ở bên cạnh người mình thương và người đó hiền và cũng như là mình chăm sóc họ thì cả gia đình cùng chăm sóc nhau thì tốt. Đúng rồi, em cũng muốn là bố mẹ của vợ mình tương lai thì cũng phải là như bố mẹ mình. Mình cũng phải có cái sự quan tâm. Mặc dù là cái khoảng cách địa lý nếu mà nó chưa cho phép không tốt
chưa dễ dàng á, thì mình cũng có nhiều cách quan tâm khác. Nói một chút xíu nữa về cái việc hẹn hò đi. Tại vì hai bạn trai của mình đang ở cách xa tụi mình khoảng 1 tiếng rưỡi đường chim bay, nãy chị có nói rồi đó. Bây giờ tạm thời là mình cứ hai cặp vậy đi. Rồi có chuyện muốn bấm ai thì các bạn bấm là quyền. Tại vì chúng ta đến đây là chúng ta mỗi người đều có cơ hội như nhau. Các em nghĩ là nếu như mà bây giờ hẹn hò nhau thì các em sẽ sắp xếp như thế nào? Cặp ghế xanh nói trước đi. Tại vì hiện tại là em đang có cái xu hướng là em hướng thích bạn bạn Hân hơn. Tại vì bạn Hân cái tính tình cũng như là cách nói chuyện như là em cũng thích cái kiểu người tương tự như giống như em. Rồi. Bản thân dạ. Ông hiền quá à. Bây giờ vô chị Tường đã cho vấn đề bây giờ chuyện hẹn hò thì bây giờ là tính sao? Một tuần có thể gặp được nhiêu lâu, em có e ngại nói người ta đi vậy, em muốn như thế nào bây giờ? Khoảng cách 1 tiếng rưỡi cũng không có xa đối với em. Anh khoảng cách 1 tiếng rưỡi đối với anh không có xa. Anh có thể sắp xếp 1 tuần 2 lần. Hai lần em. Hỏi em có muốn, em muốn có gì, điều yêu cầu gì thêm ở anh không? Em có muốn yêu cầu gì về anh đâu. Dạ hiện tại thì không. Ví dụ bây giờ em có bạn trai thì em mong muốn là bao lâu gặp nhau 1 lần? Nếu em muốn hẹn hò với bạn trai thì em thích hẹn hò ở đâu? Mình có thể là gặp nhau 1 tuần 2 lần. Còn hẹn nhau thì có thể là ở quán cà phê. Là em muốn như là người ta phải đến đưa đón chăm sóc? Hay là nếu như bạn trai em có đau ốm bận việc thì em có thể chủ động đi thăm bạn trai của mình hay không? Dạ có. Tại vì khi mà mình yêu nhau thì mình sẵn sàng làm chuyện đó. Ừ. Thôi cặp xanh này ở chung nhau không được đâu. Ở chung hai người không người nào nói hết trơn rồi sao? Ủa, nhìn nhau thôi hả? Chắc hành động không quá chị. Rồi tới cặp đỏ. Em muốn tương tác với cả hai bạn. Được. Dạ được chứ. Anh hỏi em trước ha. Dạ. Anh có câu hỏi này anh muốn hỏi em ấy. Nếu dạ, ví dụ anh với em mà bấm nút tìm hiểu nhau vào mình hẹn hò, bản thân anh ví dụ thôi, anh sẽ tỏ tình vào ngày 1 tháng 4. Em thấy điều đó em có cảm nhận điều đó hay là như thế nào em? Ví dụ em trường hợp em đang có cảm tình với anh. À nếu mà trường hợp mà em mà có cảm tình với anh khi mà anh tỏ tình như vậy thì cái điều đầu tiên là cũng sẽ vui. Không cần biết đó là thật hay là giả, nhưng mà nếu mà mình đã có cảm tình mà người ta đã nói, mặc dù nó là lời nói dối thôi cũng được. Đôi khi thì tự lừa bản thân mình là ảnh sẽ thích mình. À. Em sẽ giải quyết cái vấn đề đó thì em sẽ nghiêm túc em hỏi lại là thiệt hay không. Có thể là để ngày sau đó là hết ngày 1 tháng 4, là ngày 2 tháng 4 em sẽ hỏi là anh có thích em thiệt không. À, còn nếu anh nhá, ngày nào cũng được hết, ngày cả tháng 4 thì chắc chắn những cái lời về tình cảm như thế thì chắc chắn phải là nói thật. Em muốn tương tác với thêm bạn một cái xanh một xíu. Rồi, hay quá. Quan điểm tình yêu của bạn là như thế nào? Những cái ví dụ xung đột về sau này có hẹn hò hay là có ở với nhau ấy, cãi vã, bạn có đặt niềm tin vào con tim mình nhiều không hay là bạn theo lý trí? Phụ nữ thì thường thường là cảm xúc đúng không, nhưng mà mình nhìn bạn là chín chắn này cho nên mình mới hỏi như thế. Nếu như mà em yêu người đó thì em sẽ bỏ qua những tật xấu của người đó, nếu mà cãi vã thì có thể nhanh chóng làm hòa. Cãi vã thì cho qua. Dạ đúng rồi. Trong một cuộc cãi vã, bản thân mình cảm nhận nhé, trong một cuộc mình ở với nhau thì có những cái nó không hợp. Ví dụ sau này sẽ có những cái trường hợp không thể mà hòa hợp với nhau được, và từ chuyện nhỏ nhiều khi nó sẽ xé ra chuyện to, không nhường nhịn nhau ấy. Nhưng mà người đàn ông mà nói ra lời xin lỗi hay là cứ nhận thiệt về mình ấy thì cũng chẳng giao hết. Rồi sau này sẽ có một cái dịp nào đó bạn gái mình nguôi cảm xúc đang bực bội trong người lại, thì lúc đó mình có thể thổ lộ bằng bằng tất cả tấm lòng, bằng tình thương của mình. Quan điểm tình yêu của mình đó là mình không chạy theo tình yêu, mình không cầu xin một chút tình cảm từ nơi bạn nữ. Thứ mình muốn là trao cho bạn nữ đó tình yêu to lớn này. Bây giờ thì Tường muốn các bạn sẽ thử cảm xúc với nhau. Tường sẽ tạo điều kiện cho hai bạn nam có cơ hội để được tiến lại gần hai bạn nữ. Mỗi người sẽ có hai cơ hội như nhau. Bây giờ em sẽ bước qua và em xin phép nắm tay hai bạn gái, có một cái sự tiếp xúc để chúng ta biết luồng điện âm với luồng điện dương này nó có thích nhau hay không, hay là nó đẩy ra. Mời em trước. Anh kia anh hơi nhát, để cho từ từ anh làm sao đi. Em xin phép mọi người ha. Rồi. Đây anh xin phép anh nắm tay em ha. Cầm tay nhìn thẳng vào mắt nhau. Cảm ơn em rất nhiều. Nhớ tên bạn gái không? Dạ. Em hơi run cho nên không nhớ, nhưng mà chỉ nhớ bạn này sinh năm 2000 đang làm. Em tập trung về cái con người hơn ạ. Tên thì em hay quên ấy. Không biết là cầm tay em có cảm xúc gì không? Dạ có một chút chút. Có một chút thôi hả? À, dạ. Em có ấn tượng gì về anh không? Em ấn tượng và giọng anh rất là hay. Em luôn bị ấn tượng với những người có giọng nói hay, trầm ấm. Anh cảm thấy em xinh gái. Dạ cảm ơn. Tương lai em thì cũng rộng mở ấy. Vui vẻ nhá. Dạ. Rồi, mình xin phép là nắm tay bạn ha. Nắm tay theo kiểu tình cảm một xíu nhé. Bạn có cảm nhận gì không? Tay anh không. Chắc là do mình mới bị Covid khỏi được một tuần. Một tuần rồi ạ. Em xét nghiệm âm tính rồi. À. Dạ. Còn có cảm xúc gì nữa không ạ? Hơi run ạ. Ừ đúng rồi, mình hơi run. Em cảm ơn chương trình. Rồi, hay quá. Cơ hội đó em cờ tới tay là phớt đi em ơi, phớt lên. Nè, cái khúc này nè. Cờ tới tay là phớt đi. Dạ thì em đi bên này với bạn nữ bên này trước và bạn nữ như sau. Rồi. Dạ. Cho anh nắm tay nhé. Em cảm thấy anh như thế nào? Em cảm thấy anh là một người rất là trưởng thành, chững chạc, có trách nhiệm. Thì anh cũng là một người đã trưởng thành và anh nghĩ là
bản thân của anh là điểm mạnh là cái sự chung thủy và sự trách nhiệm trong trách nhiệm cho gia đình. Cảm ơn anh. Tắt thôi. Đó, mình làm đi cũng rón rén. Gì vậy? Dạ. Anh cảm thấy là em là một cô gái dễ thương, rất là hiền và rất là hiền giống anh. Anh cảm giác như là em là một người rất là đáng tin tưởng, có một nét thùy mị. Em cảm thấy anh như thế nào? Em cảm thấy anh rất giống như là mọi người lý tưởng của em. Mọi người lý tưởng của em. Trời ơi! Anh rung quá, cảm ơn em. Rung quá, cảm ơn em. Anh rung quá, cảm ơn em hả? Này. Rung quá chị ơi. Trời ơi, gì vậy? Tỉnh đi. Bây giờ không xỉu bây giờ đó. Rất chân thành. Rung quá chị ơi, nắm tay chị Cát Tường không có rung ha. Bắt tay cái rồi, chúc hôm nay may mắn nha. Hết rung chưa? Đỡ hơn nhiều chưa? Đỡ gì? Rồi, chị truyền cho em chút động lực đó nha. Kính thưa quý vị, đã có quá nhiều cái cung bậc cảm xúc cho các bạn. Đây là cái giây phút các bạn lắng động lại và đưa ra cái quyết định của mình. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm với hai màu sắc, xanh và đỏ. Mình thích người ngồi ở vị trí ghế màu nào thì bấm vào vị trí ghế màu đó. Mời Đạt. Các bạn hãy hướng mắt ra phía trước của mình, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói của con tim. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 1 Bản thân thì cũng muốn tìm hiểu nghiêm túc. Tình yêu đủ lớn thì sẽ đến hôn nhân. Tính cách thì bạn ấy cũng điềm tĩnh, tổng quan thì nhìn hiền. Hai đứa nói chuyện hợp tính với nhau, cũng những cái lúc vui vẻ. Em cũng mong muốn kiếm một bạn gái phù hợp với bản thân của mình. Rồi. Biết kính trên nhường dưới. Vui vẻ, hòa đồng được. Dạ. Em có chịu làm dâu được không ạ? Nếu mà cái người con trai đó mà phù hợp với mình thì em chịu. Đồng ý với quan điểm đó. Tại vì em thích ở chung với gia đình. Và bấm. Hết giờ. Và chúng ta có một cặp đôi ở ghế màu xanh. Yeah, chúc mừng các bạn. Tại sao em không bấm ai hết? Dạ em tôn trọng cảm xúc của chính mình. Và em cầm tay hai bạn thì em cũng có run. Nhưng run vì em lên sân khấu, chẳng phải run phải cầm vì con tim em. Thế còn em hôm nay tại sao em lại không chọn ai hết? Dạ, thật ra thì khi mà nói chuyện với anh, em rất là quý hai anh. Em thấy hai anh có sự trưởng thành. Nhưng mà em quyết định không bấm là tại vì em trong 5 giây em suy nghĩ là tại vì em chưa sẵn sàng bước cho mối quan hệ. Mời các bạn tiến lên phía trước. Qua bên kia đứng. Đó, em chịu cho nắm tay luôn này chị. Nắm tay nhau đi hai bạn. Chứ không phải nắm tay chị Tường nữa, nắm tay chưa trời chặt rồi đó. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Hiện tại là em rất là vui. Tại vì em hôm nay em có vẻ như em tìm được một bạn nữ rất là phù hợp với cả suy nghĩ của em và suy nghĩ của bạn nữ nữa. Em hy vọng là sau chương trình này thì tụi em sẽ có một những cái buổi hẹn hò thú vị và thực sự là sâu sắc. Bờ môi này vẫn còn chín chắn kìa. Đúng rồi. Nói đi. Anh không nghĩ được. Anh không nghĩ được. Anh không nghĩ được. Anh không nghĩ được. Cho nãy rồi nè. Phụ nữ mà người ta cho hung á, người ta thích mình á thì người ta sẽ cho mình hung, ta hơi né nhưng mà mình cứ kéo vô thì mình vẫn hung được. Mần liền, ta đã nói rồi, sao chị Tường nãy chỉ rồi. Wow. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Mọi người thấy không, tình yêu rất là đẹp đúng không cả nhà. Chúc cho các bạn mặc dù là hôm nay chưa tìm được một nửa trong chương trình, cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin gửi tặng cho mỗi bạn là sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có chứa MSG và không có chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho em nha. Bạn em. Kính thưa quý vị và cặp đôi bấm nút thành công thì chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ. Đó là một cái gói premium của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và đối với cặp đôi
không kết nối được với nhau. Các bạn cũng đừng có lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speakable, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play, hãy nhanh tay download để tham gia cùng Speakable, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Các bạn hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình cách nhanh nhất nha. Các bạn hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình ghép đôi thần tốc, đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.